Cuộc sống con người quý vị ơi, khi giàu đổi bạn, sang đổi vợ, mà chưa giàu sang mà khổ quá cũng chạy trốn. Khổ quá rồi không có gánh vác. Nên mình đến với nhau quý vị ơi, mình sống làm sao mà chung thủy một chút, có cái tấm lòng con người với nhau. Sống mà không có tâm thì chúng ta đi đọa là chắc chắn. Nên mình sống với vợ chồng với nhau, lúc nghèo thì cùng đau lưng nhau mà chịu, khi có tiền thì cũng chung thủy sống với nhau. Cuộc đời con người đi qua mau lắm quý vị ơi, đừng có khổ đau mà bỏ nhau, rồi đặt mình vào người một ngày nào mình bị bỏ rơi vậy thì sao? Nó ngồi mà suy nghĩ kỹ. Nên ở đây mà ai có vợ có chồng, cố gắng gầy dựng cái tình cảm, sống chung thủy, nhiệt tình với nhau đi. Có gì chuyện nhỏ nhỏ cởi mở nói liền đi, đừng có ôm ấp trong bụng. Mấy cái việc buồn phiền lâu nó mệt lắm. Cả mấy cô đồ gặp nhau gì lỡ có buồn gì cởi mở đi, gặp nhau cởi mở đâu, thấy không? Đừng có để trong tâm những điều không vừa bụng, kỳ cục lắm. Mà để lâu á nó sình bụng lên. Mình mà bực bội để lâu sình bụng nha quý vị, sình bụng kỳ lắm, thấy không? Nó nên mà buồn giận gì cởi mở ra. Nó, những đức nói mà mấy bà mà dẫn đi tu trưởng đoàn nhau, mà gặp mà thăng với nhau đồ nắm tay đi toàn ten hết xung quanh chùa được. Những đức nói nó thịnh vượng đạo pháp. Nhất là cái người đứng đầu mà nó mà thuận với nhau là mấy người đi theo chung thuận hết trơn. Nhưng mà mấy cái người đứng đầu mà nó không thuận là mấy người đi chung nó theo bên bên. Ví dụ như bây giờ nước này nước kia nước nọ mà mấy ông mà là làm vua mà toàn là thuận nhau hết trơn thì đất nước làm gì có chuyện xung đột. Cái xung đột là ngay mấy ông làm vua đụng với nhau thì mấy cái lính lác nó chơi theo. Lính lác mà tướng chạy đâu lính chạy theo. Nên những đức nói với vị nghe nghe, mình nghe Phật pháp rồi, mình đừng có bao giờ mà không vừa lòng với nhau cái gì. Ví dụ như mình lợi người này mình nói, lợi người kia mình nói, không có giải quyết vấn đề mà nó sanh ra khẩu nghiệp, cái đó là khẩu nghiệp. Còn ví dụ như trong Phật pháp phương tiện, người ta không có nói tên tuổi ai mà người ta nhắc nhở nhau, chuyện người này nhắc người kia không đụng chạm thì được, cái đó người ta có khả năng nói chuyện, có nhiều người nghe, không dính người này dính người kia. Còn mình mà cá nhân mà mình đi ghiêu gao, lỡ đầu này mình chích đầu này để người ta ghét, lỡ đầu kia mình chích đầu kia để người ta ghét, lỡ đầu nọ mình chích đầu nọ để người ta ghét, mình chơi vậy là ác khẩu. Thấy không? Ác khẩu có ngày khẩu cắn. Chó cắn. Khẩu là chó. Ác khẩu có ngày chó cắn chích một. Thấy chưa? Đó nên mấy cái bà trưởng đoàn á, tôi khuyên mấy bà, mấy bà nên thương yêu nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Hiểu chưa? Mà đừng có kênh với nhau. Gọi là trời, tôi thấy trưởng đoàn sẽ ưa kênh nhau quá, kỳ cục. Hiểu không? Cái cõi đời này nó lạ kỳ thế ghê. Không, mà cái cõi đời này là cái cõi đời mà đấu tranh kiên cố vậy. Tôi nói bây giờ là, bây giờ cái tâm mình có nói vậy còn sao kệ. Trong lòng như Đức nói nè, bây giờ con làm việc cho Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát cho con sức khỏe con làm tới cùng luôn, con có cần cầu cạnh cái chuyện ăn uống hay là ngủ nghe nghỉ ngơi gì đâu, con làm tới luôn á, không sợ đâu. Nhưng mà mình nói vậy thôi, cõi đời như theo ý mình thì nói làm chi nữa giờ. Nhưng nó phải trở ngại mới biết được bạn có thật lòng không. Chứ nếu bạn khỏe, bạn su sẻ quá thì bạn làm thì chuyện này nói ông khỏe bình thường, con làm lên bờ xuống ruộng mà vẫn làm, cái đó mới phát tâm Bồ Tát đạo, đúng không? Đó. Nên quý vị à, mỗi một con người quý vị nghe những đức giảng, quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ. Có khi những đức nói những câu, những đức nói quý vị bực bội, quý vị gặp nhau, quý vị cắn nhau, quý vị thôi vô mặt vài cái cho bầm mặt bầm bài chân, rồi bị vậy bị ngồi suy nghĩ, ngồi suy nghĩ lại, thà vậy nhưng mà suy nghĩ lại để đừng làm vậy nữa còn hay hơn là nó để trong lòng nặng nề, đúng không? Nó vậy rồi suy nghĩ lại, mình nói thì ra một cái việc mà quýnh qua quýnh lợi thì cuối cùng cũng có kết quả gì, mà hao sức quá mình vớt vỏ nó gãy cái gan, cuối cùng thấy cũng phiền phức. Bây giờ chồng nó cứ canh mình hoài,
có chuyện xảy ra lu bu lộn xộn, thấy chưa, thấy là bất an. Nên từ nơi đó mình ngồi mình suy nghĩ kỹ lại, nó thôi vậy thì vừa đụng chạm quá giải luôn, đừng có đợi đến cái ngày ngắt nhéo nhau làm gì. Thật sự mà nói ai cũng có tai quý vị ơi, mình ngắt người ta ngắt lại thì cuối cùng hai tên bị ngắt mất công lắm quý vị ơi, nó thiệt luôn á. Nhưng Đức nói tốt nhất là sống trong một thế giới đại đồng, bình an nhất của nội tâm, đó là khỏe nhất, nha. Đó. Nhưng Đức nói, nhà Đức sống trong chùa thấy vui ghê, anh em đồ gặp nhau được, cặn gì sắp thì sắp một chút thôi chứ ngoài ra đâu có cái gì quán thù gì đâu. Anh em trong chùa đông vậy mà sống với nhau hòa thuận thương yêu vui quá trời. Bây giờ ba điểm chùa mấy chú mấy thầy ai cũng hiểu nhau hết, sống với anh em thương nhau vui ghê. Dụ mua cái niệm cái gói cho nhau nằm thấy cũng tình cảm, còn hơn cha mẹ ở nhà lo cho con. Tuy con đông mà được gì là cũng đặc biệt lắm rồi quý vị. Nó lo nhau từng chút vậy mà không thương nhau nữa thôi, chắc cái tâm mình là cái tâm lũ đạn. Lo gì mà không thương nữa chắc lũ đạn quá, hiểu không? Thương yêu lo lắng gì còn gì, đó là hành động làm đó quý vị. Hành động á, mà cái hành động đó nó giúp cho con người ta phát cái tâm thiện luôn, và anh em tự nhiên hòa thuận thương yêu nhau. Như Đức nói chùa mình á, dù là không biết gì nhiều nhưng nói thiệt với quý vị chứ, anh em sống trong chùa không có biết tranh danh đoạt lợi nhau quý vị ơi. Thấy rõ ràng luôn, trong chùa có mình những Đức cầm tiền, rồi ai cúng dường thì Đức đưa qua cái ban xài cho chùa. Chứ nhà Đức có đi xài gì đâu, đi đổ xăng cây xăng mình cũng không muốn đi. Mình là ông thầy chùa, mình chạy ngang cây xăng hết xăng mình vô mình đổ, người ta nhìn ngó nó thầy chùa chạy xe đồ ngon ghê ta. Thôi mình kêu mấy chú ông đi đổ xăng cho mình chạy còn ngon hơn. Nên những Đức đâu có cầm tiền xài đâu. Nhưng mà nói thiệt với vị biết chứ, khi mà làm việc gì rồi nhà Đức mới thấy con người mình nó càng lớn tuổi lên nó càng ngày nó càng yếu quý vị ơi. Nó càng ngày nó càng yếu chứ không phải nó càng ngày khỏe đâu. Những Đức nói mình tầm cái khoảng bốn mấy là bắt đầu là mình đi vào cái tuổi già từ từ. Những Đức thấy rõ ràng, bởi vì những Đức thương người già. Tại mình thấy lâu lâu mình bệnh chút đây mình còn sức đề kháng vượt qua nè, mà mình còn thấy mình khổ gì, không chi mấy bà cụ già hay sao, già mà đi lịnh nghệnh té hứ hứ quý vị coi. Nên á kêu mấy chú mua lưới á bao xung quanh chùa, lỡ bà té thì té vô lưới chơi gây thiệt chứ. Nói cho vui thôi chứ mua lưới á lót chứ mà theo cái đoạn đường đi á. Những Đức nói chúng ta đối với người già mỗi ngày nghỉ một chút. Già không phải như mình đâu, mà những Đức nói nghe cái gạch này nghe quý vị, một miếng nước thôi trẻ cũng bể đầu bể cổ, mà nó té ác đạn lắm. Nó té gì nó đưa hai cái chân ra phía trước, cái đầu đập của phía sau diêm số nào chết mồ luôn. Già bên đây té gãy tay gãy chân quá trời. Mua một cái thôi ạch 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 mà té là không đỡ nổi. Mà già xưa xưa nó yếu, té một cái lội. Trời ơi có bà về hôm tối lội tay gì nè. Như Đức nói tay bà lội ngộ để coi. Như Đức bà nói thầy biết sửa không? Dạ biết. Xong có Như Đức lại nè. Bà đi cô kêu à Như Đức bà. Đau lắm mấy vị ơi. Chơi Như Đức chơi Như Đức bẻ kêu đó mà. Cái lội qua gì nè mấy vị. Té lội gì nè. Như Đức nói chắc cái này mình sửa được quá. Hồi đó thì chưa từng sửa ai, mình sửa thử mà già. Trong chùa không sao, mình thí nghiệm luôn. Để mai biết mốt biết đâu mình biết sửa tay thì sao. Cuối cùng như Đức này, bà để Nhật Đức hồi xưa sửa nhiều người. À, thầy sửa là còn yên tâm. Xong cái Nhật Đức dịnh ngay cầu chỏ, dịnh ngay cầu chỏ. Nhật Đức nắm cái tay, Nhật Đức quay. Sao đau dữ thầy, Nhật Đức nó đào nó mới hết. Đào nó mới hết. Bẻ quay lại mà đau thế ghê. Đau dữ lắm. Cái gắt vậy mà cuối cùng hết trơn, hết luôn. Ta té bị chẹo vậy nè, bẻ lại thôi. Thì người ta sửa tay cũng vậy mà, thì mình sửa đại không được mình đưa lại cho người ta. Trời ơi thì biết rằng chơi ghê thiệt. Thấy bà già tội nghiệp quá, cuối cùng mua lưới xung quanh, bao lưới chân xung quanh, lưới nó đi không có té,
lưới mua cái 100 triệu gì đâu trời, lưới đó không mà kinh vậy đó. Cả chùa này bị nghĩ cái gì cũng là tiền không, một chút mà nó quá nhiều. Nó mà thôi kệ đi, thế tội nghiệp mấy bà già bà té tội bà, mình nuôi là phải đầu tư chứ. Không, những đức nói những đức mà có tiền những đức lo cho các cụ hết, những đức mừng lắm. Kệ lo cho người ta đây, mình có phước. Nên từ nơi đó quý vị thấy ý muốn nói những điều này. Sống trong cuộc đời này cái danh cái lợi nó mình nhẹ chút đi, việc nó nặng quá vì danh lợi khổ lắm. Mình thấy rồi, bao nhiêu con người vì danh lợi nặng nề, một hơi thở thở ra không hít vào chết queo, cuối cùng có cầm theo được gì đâu. Mà câu này những đức nhắc hoài chứ bị nghe nghe, nó nhắc hoài mà không biết có nghe không. Nghe không? Không phải bị nghe những đức giảng, nó bị siêng niệm Phật ở nhà cũng siêng nó không có giải đại đâu. Thúc đẩy hoài mà ngay cái nguyệt niệm Phật đi giảng sanh. Kể bao nhiêu câu chuyện nữa, hiểu không? Nó bao nhiêu việc những đức làm mà ở tại chùa mà một tuần vậy mà có chục buổi giảng tùm lum chương trình đưa lên thảo thảo. Quý vị biết những đức gạo trên mạng thấy cái gì lạ lạ là những đức ưa lụm đó, bởi vì nó bị bản quyền. Mà những đức biết cách đó quý vị, mà những cái điều những đức làm nó đi vào trọng tâm. Ví dụ như người ta quay một cái công đoạn một người tật nguyền đi, coi mình thấy ô tội nghiệp quá, chưa đạt lòng buổi giảng vô nó mới đạt, phân tách kỹ về nghiệp duyên luôn quý vị. Đó, cái đó mới dữ dằn đó. Nhớ nghe. Nên hồi sáng như đứa có nói một câu này nè, quý vị tu để ý nè. Cái câu này nè: những người dễ bị hương linh dẫm dựa là cầu nhiều thứ, nguyện nhiều thứ, hồi hước tùm lum. Nhớ nghe, tu á, niệm Phật mà cầu nhiều thứ, nguyện nhiều thứ, hồi hướng tùm lum, dễ bị hương linh nhập lắm đó. Cái tâm nó không ổn định. Chứ thêm một cái nữa, ví dụ như mình đi vô, mình tu, mình lên chánh điện, mình xá Phật thôi, lại Phật ba lại mình ngồi xuống, chứ đừng có lên chánh điện. Xá gì tùm lum la à? Nhất là mấy cái bà miền ngoài là ưa bị cái bệnh này. Bốn phương chờ bốn phương Phật, có xá lia xá lịa. Mấy cái bà này là ưa bị hương linh dẫm dựa lắm. Nó không có định hướng định vị quý vị. Hiểu chưa? Trời ơi, ta vô ta nhìn ngay Phật, ta xá Phật là xong rồi. Còn tu, tôi phương tiện lắm, mai mốt tôi cắt luôn cái phục nguyện bây giờ. Tôi để nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo, đủ rồi, khỏi nói gì luôn. Phương tiện dữ lắm mới để cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ đời này nhiều đời nhiều kiếp hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, tại vì thích vậy để thêm chút nữa đó, chứ gặp mà gọt luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo, đủ quá trời, thêm gì nữa. Với thêm nó ở trong chùa nghe, ở trong chùa tu theo thờ á, đừng có bằng đêm đi lại mình, không đơn giản đâu. Nó ngược cái thời gian tu mình đi lại mình á, phần âm ta đông quá, thấy mình lại mình mà ngồi mệt á, thấy mệt quá chiếm nhà mình luôn, nhập một lần nhập hoài. Nó có bà trong chùa kìa, bằng đêm hôm ưa trốn như đức đi lại. Đi lại bữa nay hết biết gì luôn rồi. Nay tự nhiên ngồi ở đâu cái gì nè. Xong cái gặp Nhân Đức, anh nào gì nó. Bà bị gì kỳ cục cái chợ. Nhân Đức nè, Đức nào vậy? Tao chịu thua. Bà chợ rồi, chịu thua. Thấy chưa? Siêng nhưng mà không có tâm lực, siêng bằng cái hình bên ngoài mà thiếu tâm lực là bị dứt, chứ không có chuyện giỡn đâu, nghe không? Nên chúng ta phải đoàn thể thành một hội chúng tu thì không sao, nhưng bằng đêm mà lang thang một mình. Nên trong chùa như đức hồi sáng nhắc rồi,
ai trong chùa mà ngủ không được cũng nằm im, không được đi đâu. Tới giờ người ta gõ kẹn mới được đi rửa mặt đi, chứ không có được đi sớm. Ngủ không được thì nằm trên cái giường nó niệm Phật, không có được nhúc nhích. Ồ ô, nhiều bà già bằng đêm bà ngủ không được á, sáng bà thức sớm thì biết bà làm gì không? Bà có cái tủ không à, cái tủ ngủ á, bà kéo ra mà trong đó đâu có gì đâu, có mấy cái bọc sọt sẹt sọt sẹt. Sáng cái mấy cái bà kêu qua: dạ thưa thầy, con xin thưa thầy một việc, thầy xử giùm. Hỏi việc gì? Có chuyện gì quan trọng không? Rất là quan trọng. Việc gì? Cái bà đó sáng nào bà cũng thức sớm, bà kéo tủ ra, kéo tủ vô, kéo ra, kéo vô, sọt sẹt sọt sẹt, con ngủ không được. Nói việc này quan trọng đó, bà quan trọng lắm thầy. Nó đó cũng là tội cách tổ phước, làm động người ta ngủ không được, nằm im, nằm chỗ đó niệm Phật chút ngủ liền, chứ đừng có đi lang thang xung quanh chùa. Chùa xung quanh ma nhiều lắm. Ma đầy xung quanh chùa, nghe chưa? Đi mà đi lạ lang thang coi chừng dẫn mấy vị đi luôn. Ừ, đi đến đây là ở đâu nằm im đó, đừng có ai đi vòng vòng xung quanh chùa. Người ta đã bố trí nhân sự xung quanh chùa hết trơn. Tối người ta ra người ta chỉ điểm khu vực này, 500 người ở khu vực này nghe, khu vực này ở bên đây là vàng này nghe, chứ không có được mà xâm phạm qua lỡ nhau, đụng chạm quýnh lộn nhau không có được á. Chỉ điểm rõ ràng hết trơn. Mấy vị bằng đêm mà dám đi lạng quạng xung quanh có chuyện xảy ra với quý vị, đừng nói chuyện dẫn chơi. Người ta mà chùa Hộ Pháp mà khi mà đêm 12 giờ phi người ta ra là người ta đi kinh hành, là nguyên một vàng người y đi niệm kinh hành chung, chuyện dẫn chơi. Bởi vì mình bằng đêm á, yếu yếu đừng có lạng ra ngoài. Nói cho quý vị nghe không đơn giản đó. Bây giờ quý vị coi, quý vị về đây đông gì, có thấy gì chùa mình bình an không? Nói câu đó là hiểu rồi đó. Vì nơi nào chốn bình an thì người ta tìm về. Cái vị về đây bị đồn ôm sùm chứ là cái gì gì. Thì hương linh cũng vậy thôi. Tuần nào thứ bảy chủ nhật người ta cũng đồn ôm sùm. Ta đồn là chùa đó tuần nào cũng cúng. Chứ con thầy em giảng pháp vui là nghe chơi biết không? Viết người ta đến viết rồi người ta thấy thích đây người ta ở. Rộng thênh thang mà. Ở khu vực này chơi chứ. Hiểu không? Nó nên có một cái cô ngủ trong phòng, tối nào cũng vô phòng cô thấy có một bà đứng ngay nhà vệ sinh. Như Đức nói, lỡ nói như Đức thầy, thầy sao đêm nào cũng vô phòng cô cũng thấy cái bà đó đứng ngay nhà vệ sinh. Viết bây giờ trong phòng không dám lên ngủ, nói bà vô ngủ đại đi, sợ gì, bà đứng kệ bà nằm bà nằm. Bà nói có vừa nhiều bữa con nằm con ngủ, bà nhìn con bắt cừ, nó cừ kệ bà cứ ngủ thôi, trời ơi có gì đâu. Trời ơi sợ lắm thầy ơi. Vậy đó mà những đức nói thôi, đi ra chỗ khác để cho người ta tu, còn ở đó đừng cho người ta thấy. Từ đó là sao biệt tích luôn. Chứ sao mà nói đúng tình đúng lý. Cho người ta thấy người ta sợ mình có tội. Cứ sống cùng nhau tu thôi, nhưng mà đừng cho người ta thấy. Hiểu không? Thấy làm chi có tội. Thấy người ta sợ mà. Như người ta thấy những đức người ta không có sợ thì cho thấy. Chứ nếu như người ta thấy như Đức mà ta sợ như Đức đâu cho thấy làm gì. Hiểu không? Còn thấy mà ta không sợ thì mới ta cho thấy. Còn giờ ta thấy mình ta sợ quá cho thấy làm chi. Hương linh thì ở chùa tu thôi. Còn vô chùa thì đừng có nhập người này nhập người kia làm chi. Người ta không có chịu mà. Phải chi chùa này mà ta cho phép thì nhập. Còn không cho phép thì sao dám. Đúng không? Nên chùa mình quý vị về đây tu im re thấy chưa. Nói rõ ràng mà. Trời ơi, vị đi là ở đây bao nhiêu người này, không biết bao nhiêu người đi theo vị mà nói. Trong đây cũng có nhiều cô phá thai nữa. Mấy vị quá thai hai lần, một lần nó rủ cả đám thai nhi đi theo. Đừng nói chuyện dẫn chơi, dẫn theo đông lắm. Thấy không? Nên mình đi đến chùa vừa lỡ cho mình mà lỡ, vừa lỡ cho quan gia. Vừa cầu an cho mình mà cầu siêu luôn cho những cái cảnh giới vô hình đi theo mình. Người ta nghe gì, tuy là nghe gì đó mà người ta cởi mở tâm tư người ta. Người ta biết rằng có một cái quốc độ mà dìa hết khổ. Còn ở đây cúng ăn được cái gì ngon đâu.
Mấy cái đồ để từ sáng tới bây giờ có gì đâu ngon. Vì cực lạc đồ ăn mới ngon, đúng không? Vì cực lạc mới ngon. Trời ơi, nước ở đây uống có khi còn ô nhiễm, tại kẹt quá đây phải uống. Nước ở cực lạc mà người ta uống một phát một thôi, cái tâm người ta thanh tịnh, nó an lạc, nó vui cỡ nào. Như ở đây mình tắm có khi nước còn bị ngứa, đúng không? Ở thế giới cực lạc người ta tắm nước bát công đức thủy, xuống người ta tắm một phát thôi. Muốn nước đến chân thì đến chân, muốn nước đến gối thì đến gối, muốn nước đến lưng quần thì đến lưng quần, muốn nước qua bụng thì qua bụng, muốn nước qua trán thì qua trán, muốn nước qua đầu qua đầu. Mà tắm xong rồi tự y phục đắp vô người luôn, không cần lau mình, không cần xà bông. Nước ra cần gì xà bông, đúng không quý vị? Thấy đặc biệt tự tại chưa? Mà cái này là sự vô diễn ở trong kinh, mà đâu phải mình tự nói đâu quý vị. Nước bát công đức thủy im dịu mát mẻ, thoải mái, an lạc, tự tại, thân tâm thanh tịnh. Tắm được một cái là bắt đầu là tự nhiên nghiệp chướng trần cấu tiêu trừ, tự biến mất. Chứ có nó an lạc cỡ nào chưa? Còn đây mình tắm có khi còn bị ngứa, hiểu không? Nó nên cái thế giới này nhiều cái phiền phức, nên chúng ta mai mau mau niệm Phật về cực lạc. Bây giờ còn khỏe mạnh, chúng coi được chúng ta nhìn ngó mình, mai mốt xấu quắc rụng răng ai nhìn. Nó như bà Mừ ốm như ốm nhắc ngày xưa trong chùa với bà trong phòng niệm bây giờ kìa. Một bà thì cái tay bự bự thiệt là bự, nó nhìn đi. Nó một bà thì cái bụng trình bình gì nè, bữa nay chắc gần đi rồi, cái bà bụng bự sắp trở đi rồi, tỉnh veo, bụng bự quá trời bự luôn, kinh khủng thiệt chứ. Bữa nay cái tay nay bự bằng ba cái tay nhập lại rồi, ghê chưa? Muốn sống không được, muốn chết không yên, thấy chưa? Ông chồng nhiệt tình chăm bà vợ luôn, này đúng là thuận duyên, thuận duyên thiệt. Bị vô vòng niệm đi, thấy có ông chồng nuôi bà vợ bụng thiệt to, nhiệt tình nuôi, quan hỷ vui vẻ. Bà về cực lạc đi bà, bà về trước tôi về sau, vui vẻ chăm vợ luôn, không có một chút gì nghịch duyên hết trơn. Thì vô vòng niệm coi coi có cái ông nuôi vợ á, đúng là đặc biệt. Cái mai mốt ở đây á, vợ chồng phải chăm sóc nhau vậy đó, chứ đừng có mà bà đừng có bỏ đi bà. Dù bệnh đau cỡ nào bệnh đau, nhưng còn bà là tôi còn có niềm vui. Mất bà rồi tôi buồn là bà. Này là quan gia trái chủ, quan gia trái chủ chứ không phải là thượng duyên gì đâu. Thế gian thì cho đó là tình cảm, nhưng trong Phật pháp gọi là nghịch duyên đó, chứ không phải diễn đâu, lôi kéo. Mà họ mạng chết rồi sắp sửa chết này, bà đứng đi bà đừng có chết, bà dù cỡ nào bà nằm đây cũng được, bà đừng có chết kìa bà. Thì vị biết là cái linh hồn của bà không có đi được. Mà bây giờ kiểu chết kiểu đó không niệm Phật thì đầu trâu mặt ngựa đang nắm rồi tối nó bỏ vô cần cổ nó kéo mà linh hồn nó cứ vướng lại gịch lại với ổng thì nó kéo không được, cầm cây nó quất đá dài đá thôi mà đi không biết, nó te tua khổ thêm, đúng không? Sự lôi kéo là sự đọa lạc. Còn bây giờ mình biết tu rồi, ta gằn mắt nhìn lại bà, cuộc đời tôi với bà mấy chục năm sống với nhau có mấy mặt con, dù cỡ nào có những lúc cũng đụng chạm với nhau một chút, nhưng mà bây giờ mình hiểu Phật pháp rồi, bà buông xuống hết. Bây giờ bà nếu bà đi trước thì tôi hộ niệm cho bà, bà niệm có Phật hiểu đi để bà về cực lạc. Rồi bà về cực lạc rồi bà mới giúp con cháu, giúp tôi được bà ớ. Thôi bây giờ bà niệm Phật đi, bây giờ lôi kéo gì thì trong cuộc đời này cũng không có ở bên nhau hoài được đâu bà. Phải niệm Phật nghe bà, niệm với tôi nghe bà, A Di Đà Phật, niệm lên liền à, thấy chưa? Đó là thuận duyên, thấy không? Còn người thế gian không hiểu, nó khóc lóc kêu gào, lúc còn sống không chịu thương đâu. Có hai vợ chồng này giàu ghê lắm, giàu lắm. Mà sau này lớn tuổi một chút, hai người nghịch nhau kinh khủng luôn. Mà ổng mạnh dạn ông phán một câu cho bà nghe, câu ông nói nè: tôi nói cho bà biết, cuộc đời tôi bây giờ người mà tôi thương nhất bà biết là ai không? Ai? Con chó. Thương con chó nhiều nhất. Còn bà là cái thứ rác rưởi, đi ra khỏi gương mặt tôi. Mà thương mà làm bộ nói vậy, nó nghịch nhau vậy đó. Rồi xong bà vợ đến gặp nhà Đức nói: thầy,
Ông nói ông thương con chó hơn con đó thầy. Xong nhà Đức nói tùy ông nói gì chứ ông thương bà nhất á. Nó thử bữa nào mà bà bệnh bà tức tưởi bà gần chết đi rồi bà biết liền. Thử đi rồi bà thấy ổng khóc lóc cỡ nào. Nó làm bộ á. Nên á, ai mà nghe tôi chia sẻ Phật pháp á, tất cả những cái giận hờn vu vơ á, bỏ đi. Làm bộ. Trời ơi. Rồi có người hỏi như Đức vậy, nếu ổng thương con chó nhiều như vậy ổng đi đâu thầy? Thì ổng đi làm chó chứ đi đâu. Thương chó thì đi làm chó, thương người thì làm người, thương chợ thì làm chợ, thương Phật thì làm Phật. Thế thì sao? Thương đâu dính đó à? Thấy không? Nó nên mỗi người mình thương Phật đi, thương Phật sẽ có tất cả. Ngộ lắm. Vì cái phước duyên của Phật và cái công năng của Phật là vô lượng, nên mình thương Phật mình sẽ có được một phần vô lượng, có tất cả. Những đức nói từ khi những đức thương Phật tới bây giờ, tình người cũng có, tiền cũng có, danh cũng có, nhiều việc trong cuộc đời đều làm được nhờ thương Phật. Thấy không? Bây giờ những đức cũng thương quý vị, nhưng nếu những đức không thương Phật sao những đức thương quý vị? Nếu những đức thương quý vị mà không thương Phật thì những đức sẽ thương một người ở đây, hai người ở đây, ba người ở đây, chứ làm sao cái tâm những đức bao trùm bình đẳng. Nhưng những đức thương Phật thì những đức mới bình đẳng thương quý vị. Hiểu không? Cái này quan trọng lắm nè. Vì thấy một buổi giảng một chút đi sâu quá nghe, chứ không giỡn đâu nghe. Càng nghe nó cởi mở tâm tư mình ra quý vị ơi. Nghe hoài đi để cởi mở. Mấy bà bữa nay cởi rồi mai mấy bà bận lại à. Thấy rồi. Bởi vì mấy bà phải được cởi hoài. Tại vì mấy bà ngộ quá, bởi vì mấy bà cởi lần là xong rồi. Còn mấy bà cởi không có bận lại không ai à. Cái vừa cởi ở đây chút mấy bà ra ngoài bận lại à. Ngộ ghê. Khi nghe giảng cười hú hí bước ra ngoài gặp nhau. Bận lại ơi. Bận sân si lại ơi. Nó thôi kệ đi, tôi cũng kiên nhẫn. Kiên nhẫn khô hơi cạn tiếng luôn, siêng năng luôn. Nó có những văn tự mà như Đức siêng thấy ghê, nói hoài luôn đó quý vị. Tại vì văn tự nó dính chúng ta. Nói hoài luôn. Đâu có sợ thừa. Mấy bà có làm được đâu thừa. Chưa làm được mà thừa gì. Thấy chưa? Chưa làm được mà thừa gì. Nội mà cái câu mà tôi nhắc mà đừng buồn giận nhau để trong tâm, tôi nhắc biết bao nhiêu lần mà nói từ khi tôi giảng pháp tới bây giờ. Nó vậy đó mà có những người làm chưa được. Chứ giận hơn hoài. Bởi vì những đức nói câu này là cái câu mới nhất mới nói bữa đầu tiên. Là mấy bà vừa cỡ là chút mấy bà bận. Thấy chưa? Cỡ cái gì? Cỡ phiền não. Chứ bà nói cỡ cái gì? Phật pháp á, là nó phải làm sao mà thật thật giả giả. Cái người thế gian nghe mới lý thú. Nghe không? Nó, chứ bị nói cỡ tham sân si nó không có gì mắc cười chứ. Nhưng bị nói câu cỡ là nó là dặn 5 năm. Cỡ đồ cũng nó. Mà cỡ phiền não cũng nó. Tùy mấy bà muốn cỡ gì mấy bà cỡ. Chuyện của mấy bà thôi có gì đâu. Nghe không? Đó. Cái chia sẻ Phật pháp á, cái cách chia sẻ Phật pháp của những đức là cái phù hợp vào phàm phu. Là vì cái cách nói những đức vậy nó làm cho bị vui. Vui rồi tự bị suy nghĩ bị cằn cỡ gì thì cái chuyện đó của quý vị. Không có ai mà cản quý vị được hết chứ. Hay ép được đâu. Đúng không? Đi chưa? Đó mấy bà vui vậy đó bà tỉnh. Vui mới tỉnh. À. Chứ nếu mà mình giảng toàn là thật chắc không là mấy bạn ngồi làm ngồi giảng thật chắc không bạn ngồi lại kênh lại với mình giảng mà thật chắc rồi bạn kênh với mình bạn ngồi với gì thật chắc nhìn kỳ lắm mình mà giảng thật chắc mà không vui cho bạn ngồi làm mình hỏi ủa sao cô ngồi cái mặt kỳ vậy? Bà nói buồn ngủ. Bà buồn ngủ còn đâu còn tâm thần nữa nghe.
cuối cùng mới là ông mất lần. Mình nói trời giọng báo sao mặt kênh kênh thấy ghê quá trời. Chút cái mới làm nè, chút nữa kìa, chút nữa rồi gục ngã luôn. Chia sẻ thì sao mà không biết, mà vui cái mặt tươi rói, càng ngày mặt hồng lên là kết quả. Nó nên mỗi buổi chia sẻ một bát nó đều có cái hay, vì thấy rõ ràng nhất là những thứ bảy chủ nhật nha. Thứ bảy chủ nhật là nhiều cái câu chuyện mà nó làm cho quý vị phải đem những câu chuyện đó để mà áp dụng đối nhân sinh luôn. Nhớ cái người mà nghe pháp thông minh á là lấy câu chuyện đó đi kể cho người khác nghe. Kể cho người khác nghe. Mà nhất là những câu chuyện vui vui mình kể lại, mình cũng trở thành con người hài hước kể chuyện. Thôi con người mà hài hước kể chuyện là giỏi lắm đó quý vị ơi. Nó cho quý vị biết những đức mà kể chuyện là đến với mức mà đạt trình độ mà gọi là khỏi có câu chuyện. Có nhiều người hỏi Nhân Đức, dạ thưa thầy, thầy công nhận thầy có thời gian đọc sách kể, đọc chuyện đồ nhiều thế ghê. Nhân Đức nói tôi mà không có thời gian, ai có thời gian. Trong bụng nó chưa từng đọc miếng luôn. Ủa sao nhiều câu chuyện kể dữ vậy thầy? Không biết sao tự nhiên có nhiều câu chuyện kể. À, ngộ ghê, kể chuyện tối ngày, kể tá lả âm binh. Thầy biết sao mà Nhân Đức kể chuyện được không? Cái bị đạt tới cái trình độ kể chuyện là vì nhìn con người ta là thấy câu chuyện. Nghe chưa? Chứ không phải là câu chuyện, là người ta là câu chuyện đó đó. Nhìn người đó là có câu chuyện đó quý vị. Thấy không? Thì kể câu chuyện nó dính cái bon người ta rồi. Thì tự nhiên người ta nghe người ta thích gì nó dính ngay bon người ta. Đó, nên quý vị nhớ nè, cái hạnh phúc lớn nhất của con người chúng ta là thường vui. Thường vui. Có cái cô kia cô nói, thầy thầy, bữa nào á, con lỡ con bắt gió cho thầy. Nhớ nó hỏi sao vậy? Sao mà cô thích bắt gió Nhân Đức? Nó con bắt gió cho thầy chứ con cũng vui. Tại vì sao? Thầy vui. Thấy chưa? Mình vui người ta thích bắt gió cho mình. À, có cái bà đó, bà mình nói, bà lỡ nó, dạ thưa thầy, bữa nào con xin đấm bóp cho thầy. Nói, à, có gì không? Bà nói, tại vì thầy vui. Chắc chắn là đấm bóp cho thầy là thầy sẽ kể được nhiều câu chuyện vui. Con sẽ cảm nhận được cái người bệnh mà lại vui. Thì nó mau hết bệnh thì con mới đem câu chuyện của người bệnh đó đi kể cho người bệnh kia nghe. Đó. Thấy không? Thì thấy nếu mình làm bác sĩ mà có cái tâm đó thì quý vị rất là nhiều câu chuyện kể cho người ta nghe. Ví dụ như mình lỡ mình gặp cái bệnh nhân này nó bị si cầu que mà mình chỉ cho nó mặt làm nè. Mình kể câu chuyện. À, bữa đó cái lỡ đó kể chị bệnh cho cái ông đó. Bệnh trầu nặng kinh lắm. Mình kể là cái câu chuyện là cái ông đó bệnh phải hơn cái ông ghen này. Mà khi tôi chỉ bệnh cho ổng là ổng ngồi ổng cười suốt luôn. Ổng vui vẻ, ổng hoan hỷ, đừng có nói nữa. Mà ổng mau hết bệnh cấp kỳ. Mình kể chuyện vô, đem một pháp tống vô, dính liền. Đó. Mình phải có tâm gì người ta vậy đó. Thì con người mình đi một ngày đàn học một sàng khôn, gần ai cũng học được chút. Hoặc là mình á, bữa nay mình gặp cái bà đó, mình vừa gặp bà nghe, nói chị mời chị ăn cơm. Cảm ơn. À, chị vậy chị ngồi nghỉ. Được rồi, có tay có chân, kệ tôi. Hai cái ha. Nó xong rồi. Em mời chị uống nước. Để nó đi. Mình về mình kể chuyện cho người khác nghe được rồi đó. Thấy không? Bữa nay đi đến chỗ đó học được bài học mặt trái hay thấy ghê. Quá hay. Mình thấy tội nghiệp người ta. Thì như bản thân mình biết Phật pháp, ta mời mình ăn cơm, mình nói à, cảm ơn chị, à, chúc em ăn, à, mời uống nước, à, cảm ơn chị, em uống miếng nước. Uống miếng nước. Thấy chưa? Rồi khăn lau mặt. Không? Nè. Khăn lau mặt, à, cảm ơn chị mời khăn lau mặt.
Hiểu chưa? Nó tự nhiên mình biết Phật pháp, mình hành động mình gì thì nó duyên phước biết nhiêu nói. Mà cái chị này chị biết tu, chị trả lời nó vô duyên vô dùng. Nhưng mà mình cũng biết là cái nhân cái quả, mình đã từng nói với người ta gì, bây giờ ta nói lại mình gì. Nhưng mà tội nghiệp cho cái người đó không nghe được Phật pháp, không chuyển nghiệp được, mà cắm đầu cắm cổ vô cái nghiệp. Thấy chưa? Đâu phải nói nhân quả là bạn lủi đầu vô chợ nghe pháp để chuyển nghiệp. Chứ đâu phải là mà bây giờ nói là bây giờ ví dụ như mình là một người bị người ta nói những lời làm mình đau khổ, mình nói mình tội nghiệp người đó, thấy không? Tội nghiệp người đó là bản thân mình cởi mở được. Còn cái người đó là lủi đầu vô nhân quả, là họ không có tiêu nghiệp đâu, họ tăng nghiệp đó chàng. Tăng nghiệp á. Chứ không phải rằng là mình nghe ông thầy ông nói vậy cái mình nói nghe thầy nói chưa, tin nhân quả đi nghe không. Người ta đối xử làm sao cũng là nhân quả đó. Vậy đã bị sai rồi. Nhân quả là đối với cái người mà không hiểu nhân quả, nó mới đi vào cái định luật nhân quả sai quấy. Còn ngoài ra mình là người nghe nhân quả thì mình phải điều chỉnh những cái điều mà không phải lại để cho nó tốt. Chứ đâu phải là mình đối xử tệ bạc người ta, mình chửi người ta hoặc mình nói này nói kia người ta, mình nói thôi thầy giảng đó, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Thì cái người kia bị thì đừng than van, nhưng mình đừng có làm vậy nữa. Mình làm vậy coi chừng mình âm nợ lại đó. Nó nên ví dụ như đứa con đến đây đòi nợ cha mẹ, mày đòi vừa vừa thôi, mày đòi quá thì coi chừng mày đưa xuống dưới địa ngục luôn á. Giống như cái cậu ba đòi đi đến trả nợ, ta trả vừa vừa, ta trở về đi đầu thai. Còn hai cái thằng kia đi đòi nợ, đòi quá đáng, cuối cùng xuống dưới địa ngục luôn. Cha xuống thăm, Bồ Tát Quan Âm dẫn xuống, con sao chuyện vậy nó, tôi đến tôi đòi nợ ông, nhưng tôi đòi quá đáng, tôi đòi cuối cùng âm nợ xuống đây luôn. Nó thấy chưa, bị nghe câu này nên thông cái tâm, nên mình nó biết Phật pháp. Khi mình nói cái gì người ta, mình châm chích người ta, mình bực bội, mình sân si á, mình nên bình tĩnh nghĩ lại, nghĩ lại cái tâm nói đó là cái tâm gì, cái tâm lúc nói đó là cái tâm ác hay là tâm thiện. Suy nghĩ cho kỹ. Còn nếu thiện mà nó không có kết quả gì cũng là ác nữa. Còn ác mà nó còn không có kết quả mà còn làm thì là đại ác. Nó nghe chưa mấy chị thác lát? Chưa. Từ nơi đó mà mấy vị thấy không? Giảng một chút nó ra quá trời rồi, thấy chưa? Nó cỡ mở quá trời, cỡ ra đi. Thông cái tâm. Nó ví dụ như bây giờ nè, thông cái tâm là đặc biệt gì nè, ví dụ như chồng mình nó tát vô mặt mình, bóp quýnh mình, hành hạ mình kinh khủng, khổ đau te tua đó, mình cởi mở, mình là người cởi mở vì sao? Vì mình nghe đạo. Còn thằng chồng mình thì nó quýnh mình là vì sao? Vì nó không nghe đạo, nó không nghe đạo nên nó mới quýnh mình. Còn nếu thằng chồng này mà nó nghe đạo được rồi thì nó không đánh mình nữa. Vì sao? Nó chuyển nghiệp lực trở thành nguyện lực, sao đánh mình? Nó, nghe không? Còn bây giờ mình đi lễ Quan Âm, mình đi lỡ ngày chủ nhật cộng tu, mình phóng sanh, mình làm thiện quá trời, về bóp 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 bát bóp quá trời mà còn bát nữa. Kiểu này là sao? Là vì thằng chồng nó không có tu, còn mình nói mình tu thì mình phải bị như vậy. Đến chi? Một là để mình tiêu nghiệp, hai là để thử mình coi có nhẫn tu không. Nó rồi quý vị tu tới chừng nào thằng chồng nghĩ đánh, chừng nào thằng chồng nó biết Phật pháp. Còn nếu nó không biết Phật pháp luôn thì nó đòi từng nào hết nợ thôi. Còn nếu mà nó biết Phật pháp sớm một chút thì nó chuyển nghiệp, nó chuyển cái tâm nó là chuyển nghiệp á, nó không đánh quý vị nữa, nó không đánh nữa. Nhưng Đức nói cho vị nghe, có những món nợ vị vẫn biết luôn mà vị không trả không được. Thí dụ như có những người đi vị ghét cay ghét đắng luôn, vị mà đến nói vài câu vị phải đưa tiền. Đưa tiền xong vị tức thấy ghê, ấm ức, tức kinh khủng luôn. Tức xong bữa sau nó lợ nói em đưa tiền cho anh đi em,
xong vậy đó mà mình vô còn ten vô lấy tiền đem đưa nữa, đưa xong nó đi nữa, mình tức ở nhà mình tức cắn răng tức vậy mà tiếp tục còn nợ là nó lỡ nó nói nữa phải đưa, không đưa không được. Nó có nhiều Phật tử nói thầy ơi thầy, con nghĩ rằng là những người tu chắc họ có bùa thầy. Hỏi sao cô nói gì? Thầy biết rằng con vẫn biết cái người tu này là không có tu hành gì. Vậy mà thầy biết không? Mỗi lần xin con gì là con không cho không được. Xin tiền cho tiền, xin vàng cho vàng. Như Đức nói đủ rồi. Xin xin vàng cho vàng. Tại bà nói là xin gì cũng cho. Thì bà xin tiền cho tiền, xin vàng cho vàng, Đức nói được rồi đó. Bà nói, ủa thầy nói được là cái gì? Thì nó nói được rồi. Xin tiền cho tiền, xin vàng cho vàng. Đừng bước qua nữa. Bước qua nữa nó xin tình thì sao? Không lẽ bà cũng cho tình sao? Vậy thì bà mê hoặc điên đảo quá. Thấy không? Thôi bà trả nợ tiền bạc thôi. Chứ làm gì mà bùa. Tại nhân quả bà thiếu nợ nên bây giờ nói ra một câu là bà chịu không có nổi. Không cho thì lương tâm nó ấm ức. Quý vị kiểm qua chỗ này, quý vị có nợ nè. Là khi xin không muốn cho mà trong lòng khó chịu, cứ nao nức, cứ là nao trong lòng nó làm sao. Không cho thì tội nghiệp quá. Mà khi nói không cho mà đứng lên đi, mà nó đi mà mình nhìn cái tướng đi đó mình cũng tội nghiệp. Mình đứt từng đoạn ruột mà không cho là đứt từng đoạn ruột, đoạn ruột đứt vậy. Rồi sau mình kêu quay lại đi, còn mình cho là mình biết rồi, biết rằng mình thiếu nợ dữ quá. Bây giờ mình cưỡng lại không nổi. Khi nó đi mình tội nghiệp. Nó hoặc là nó xin mình mà mình nói không, tao cho. Nhưng mà cái mặt nó làm nè, không cho là thôi, là mình chịu không nổi rồi đó. Không cho là thôi, mình chịu không nổi liền. Là ra nợ. Bây giờ chỉ có một cách mà quý vị không cho được. Một cách, cách gì? Đem tiền bỏ vô Tam Bảo. Xong. Tại vì có tiền đâu cho. Mình bỏ vô Tam Bảo, kêu Tam Bảo cho nó. Đem cái công đức phước duyên hồi hướng cho nó. Rồi xong quá giải. Nhanh hơn, cực kỳ nhanh luôn. Đó, nhớ nghe. Khi mà quý vị mà gặp những con nợ mà đòi tiền, lại quý vị phải dùng cách đó đó. Là Nam Mô A Di Đà Phật. Con thiếu con nợ nhiều quá, bây giờ nó hỏi tiền con là con không đưa thì không được, mà tiền trong túi mà nói không có tiền thì lương tâm con chịu con không nổi luôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cầu chư Phật mười phương gia hộ, số tiền trong túi con còn có chút đỉnh này, con tính chắc một chút, con đợi nó đòi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ con nguyện bỏ vô thùng Tam Bảo. Tiền này nếu là của con nợ đó mà con phải trả thì con xin làm phước đức dùm cho con nợ này, hồi hướng với con nợ này. Con nguyện Phật gia hộ cho con qua giải nợ mau nhất. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, thấy chưa? Đó là cách trả nợ cực kỳ nhanh luôn. À, tại vì nó đòi mình không có tiền, mình nói mình không có tiền nhẹ sờn cái tâm. Còn bây giờ mình còn nợ mà trong túi có tiền, nó không có tiền chịu không nổi. Đúng không? Đó là chỉ với bà một cái tuyệt chiêu. Chiêu này từ xưa giờ chưa từng chỉ ai. Nghe không? À, lúc này sắp sửa tới lễ Diêu Quan Âm mà tôi chỉ. Nên cái này là cái không phải đơn giản đâu, nghe chưa? Mà quý vị nghe coi có tình có lý rất là hay luôn quý vị ơi. Ừ. Và quý vị tin không? Có những cái món nợ mà không tưởng tượng được. Quý vị nghèo sơ, nghèo sát, mình mẩy toàn là rác, không có tiền xài, không có đồ ăn uống gì luôn. Như vậy mà nó lỡ nó đòi, quý vị phải đi mượn nợ người ta mà đưa cho nó. Có không? Nó chứ. Cha mẹ đói khát, nghèo nàn, te tua, dễ mà đi mượn nợ cho đứa con này để đi ăn chơi. Quý vị tin có cái câu của nó, thầy giảng ngày bon, con không dám ăn, con trai con thích xì ke, mỗi lần nó lên cơn con phải đi mượn tiền cho nó đi chích xì ke. Kinh chưa? Nó, cái bà kế bên mới nói con ngu, con ngu, con ngu.
Xong nhà Đức nói cái bà kia, bà nói bà ngu là bà cộng nghiệp, bà gán chịu tầm bậy. Cái nợ bà này bà thiếu nặng quá, bà không trả không được, quá nặng nên cái tình cảm nó quá nặng luôn. Bây giờ dù đi chích xì ke độc địa nhưng mà bà vẫn kiếm tiền cho nó chích một cái để nó đỡ khổ. Thấy chưa, bà chịu không nổi. Nếu mà bà biết cách thì bà vô chùa bà niệm Phật thì tự nhiên nó giải bớt liền. Giải bớt liền vậy đó vị, hay lắm. Vị nhớ nghe, cái nghiệp gì cũng vậy mà cái câu Phật hiệu này là viên thuốc giải. Câu Phật hiệu là viên thuốc giải nghe quý vị. Câu Phật hiệu là nó giải tham sân si nè. Câu Phật hiệu là nó giải những cái khổ đau trong cuộc đời nè. Quý vị mà dùng câu Phật hiệu này đúng là một viên thuốc giải số 1. Cái bà kia, bà bị cái chân ngay đầu gối, nguyên cái mặt em bé. Bà nói, thầy làm đoạn ký sự giùm con, thầy nêu lên để có ai hỗ trợ con mổ cái chân. Lúc đó Nhật Đức không nói gì chứ, mà nói theo vài ba câu giùm cho bà. Không có nói quá đáng mà nói vài ba câu. Nhưng mà khi Nhật Đức giảng thì Nhật Đức lại nói câu gì? Bà mà mổ là bà chết. Trời ơi, cái chân mọc ra nguyên cái mặt em bé mà mổ, mổ vô đi, nó lây lụa cái chân luôn á, đừng nói chuyện dẫn dơ. Tại vì động đến cái ổ của người ta, đừng có nói là ba em bé đóng nằm bên trong, mổ vô đi rồi biết, đừng nói cái chuyện dẫn dơ. Nhưng mà nếu hướng về mặt tâm linh, tin nhân tin quả, ăn chay trường là tức khắc có kết quả. Có kết quả. Coi cô bé kia, cái tay nổi lên cái mục bự vậy nè. Như Đức nói, cô niệm Phật cố gắng, cố gắng cô so. So nghe, niệm Phật so nghe. Ban đầu nghe niệm Phật so. So mấy cái, té cái ách xỉu. Nó ủa sao kỳ chào. Kiểu này, đâu thường mà chết mồ luôn. Tự nhiên nhỏ đang ngon lành thì kêu niệm Phật nó so cái mục. So mấy cái, té cái ách xỉu. Xong tỉnh dậy như Đức hỏi sao kỳ cục vậy con. Cô niệm Phật cô so sao cô té xỉu nó. Đau kinh khủng lắm. Bình thường không có đau mà sao kỳ cục đau dữ lắm thầy ơi. Sợ quá. Tự nhiên so cái ở trong nó lấy dao chọt ra. Cho. Nó ghê chưa. Quan gia này là không chịu tu. Nghe không. Nó xong á, như Đức đem lại, như Đức nói nè, nè bụng nó nè đấm đi. Chúng ta khuyên niệm Phật mà tự nhiên đâm dao ra, vô duyên. Mình nói chắc quan gia nó cũng mắc cười quý vị. Nó chuyện kiểu mắc cười mà, mình có ác ý gì đâu. Người ta khuyên mình niệm Phật, đã bao nhiêu đời kiếp đòi nhau khổ đau rồi, ta khuyên niệm Phật, ta so là ta xin lỗi mình. Mà đâm dao qua làm gì? Nè, đâm bụng tao nè. Xong nhìn đứa kêu nhỏ đó, để cái tay kế bụng thử coi. Mình coi tôi coi nó có đâm vô bụng mình không? Không lẽ mình tu gì mà lại sợ đâm vô bụng mình? Nè, lấy tay để lấy gần bụng tao coi. Thì đâm vô bụng tao cái coi. Tự nhiên nhỏ nó, ủa sao hết chân đau thầy ơi? Xong từ đó gì sao á? Nó cứ so niệm Phật không có đâm. Có ta nghe thấy chưa? Ghê thiệt chứ. Đó, đó là gì? Mình vì người ta mà ai đâm bụng mình? Tôi vì nó mà. Tôi nói rõ ràng bây giờ bao nhiêu đời kiếp đòi nợ gì nè. Khổ đau te tua mà con nhỏ này nó đi đỏ lạc luôn thì gì khổ cả đáp. Bây giờ mà không chịu lo tu mà đâm ra làm gì? Trời ơi, lấy cái tay con nhỏ nó tự lấy cái tay nó so gì nè. So niệm Phật gì nè. Tự nhiên lấy nó nói đau cũng lấy dao chọt ra. Tự cái cảm giác nhỏ này nó thấy. Ghê chưa? Nên nhà Đức nói cho bị nghe mà bú rồi đó. Đầy hết chứ. Có những loại bú không có đụng được đâu. Nó biết. Chú ẩn đầy bên trong. Nó. Cái đầu gối đó. Cái bà này bà nói là lúc ở nhà nó không có nổi lên gì. Nhưng mà gặp nhà Đức là hiện cái mặt ra. Lấy gì? Gặp người rồi. Gặp người độ được người ta. Hiểu chưa? Niệm Phật hồi hướng cho người ta biết mà. Nên khi nói chuyện một chút rồi, như Đức niệm Phật, bắt con này chắp tay niệm Phật. Niệm xong, cái hồi hướng xong, cái máy quay phim quay vô một cái mặt lợt.
Đó, thấy chưa? Không giỡn đâu nghe. Khi mà vua tự nhiên đặt cái máy là hiện mặt ra liền. Đó, thấy chưa? Người ta vẫn kêu cầu, người ta mong mình cứu giúp người ta. Hai nhi nó khổ, nó nhờ mình giúp người ta chứ. Người ta vẫn biết cái tâm mình sao dành cho người ta. Cái đâu có đơn giản đâu quý vị. Có hại người ta đâu. Phải chi những đức mà như thầy gì ấy. Tự nhiên mình lỡ sao mình lấy cái tay mình chỉ vô trong ngay cái mặt người ta. Nó hợp ô của sư. Nó chơi mình liền, cho vị biết. Chơi mình liền. Mình còn phước nó không chơi mình. Hết phước thì nó quất mình liền. Đừng nói chuyện dẫn chơi. Nhưng mình lỡ mình nói đàng hoàng nhân quả cho ta nghe. Mà cái tâm mình là muốn giúp người ta, người ta biết. Nên cái cô kia mới so vô, nó tức, nó dao đâm nè. Nhưng Đức lỡ vô, Đức nè, đâm bụng tao nè. Có dám đâu. Ô mình kỹ là cũng liều mà gác tới ghê thiệt chứ. Mà nói bây giờ, mình cùi không sợ lỡ. Giờ trong cái cuộc đời này, tôi giờ tôi đến cái cõi đời này, tôi te tua tả tơ cái chừng, giờ tôi không sợ gì nữa chứ. Nên bây giờ cùng tu hành thôi. Hại nhau làm gì, trở ngại nhau làm chi. Khổ cả đáp. Còn có tôi còn rủ nhiều người tu, quý vị còn nhờ. Tôi mà có cái gì rồi chết cả đám. Đừng nói chuyện dẫn chết. Lo bà khổ đi rồi biết. Hiểu không? Có tôi rủ về lại Quan Âm ầm ầm. Về nghe pháp tu hành phóng sanh cũng lý thực. Thì người sống được nhờ, người chết được lợi, đụng tu làm chi. Bảo vệ không hết. Hại, đúng không? Ôi ơi, bị nghĩ đi, hương linh mà cũng đi thực đồ nghĩ đến người ta. Những đức niệm Phật hồi hướng đồ, cũ người ta niệm Phật hồi hướng quá trời. Lễ lọc hương linh ta bao xung quanh, đừng nói chuyện dẫn chơi. Ai mà có tâm không phải bước lại gần hương linh, nó xúc đá lộn mèo. Đừng nói chuyện dẫn chơi. Hiểu không? Tại vì sao? Người ta hỗ trợ mình chứ. Cái tâm mình đâu có ác ý đâu quý vị. Niệm Quan Âm là cả cái thế giới này được ảnh hưởng luôn đi. Số lượng bao nhiêu con người đó lại Quan Âm 3 ngày tới coi. Cái quả địa cầu này nó giảm bớt kiếp nạn luôn á, cho vị biết. Nặng nó chuyển thành nhẹ, nhẹ biến mất luôn. Cái này mình Phật pháp phải tin nha quý vị. Nhà bà học ta tới thí nghiệm rồi, phải tin. Nên quý vị nhớ nghe, cái nghiệp quan gia là không có được động vô, không có lấy dao kéo cắt. Mình phải biết nghiệp quan gia là phải dùng tâm từ bi. Từ bi quá dài. Chứ đừng có mà cái tâm mình ác ý người ta. Nên em thí dụ như con cháu đồ cái này kia đồ, hoặc là cô hồn đồ về nhà báo mộng đồ đó. Đừng có kêu người này người kia chù yếm người ta, bắt người ta, nhốt người ta. Đừng có chơi vậy. Mình chơi vậy nó xảy ra quán thù còn ghê hơn. Đừng có làm gì sai không có đúng quy lực cái nhân quả đâu nghe. Mình phải tu nhân tích đức, mình hồi hướng cho người ta, mình chân thật nhiệt tình cảm hóa người ta. Rồi đó nó mới quá giải nghiệp chưa. Nên cái người không biết đạo mà nhờ người này người kia để mà chù yếm á, lấy hồ lô đồ ra bắt người ta. Dố người ta lỡ là kẹt lắm nha bì. Ồ, nên mấy cái người mà làm thầy bà mà chù yếm mà bắt hương linh đồ, bắt vong đồ, nguy lắm. Sau này đa phần là bị bắt luôn. Tập trung nó bắt đi luôn á, cho bị biết á nghe. Mình không có cái tâm hại người ta nghe quý vị. Như ví dụ như mình trị bệnh đồ này kia, mình gặp cái người nghiệp lực nặng nề, quan gia trái chủ đông á, mình tôi nói cho vị nghe, tôi người được chứng giữa quá giải thôi. Chứ cái chuyện mà đòi nợ quý vị thì kệ vị, tôi không có đụng tới cái chuyện của quý vị. Nhưng tôi giống là người can cho quý vị đừng có làm những cái chuyện hơn thua với nhau nữa thôi, đúng không? Giống như hai người cự lộn, mình lỡ mình giống như xí bùm bùm. Mình đứng chứng giữa xí bùm bùm thôi. Mình nói là quá giải hai người thôi. Chứ cái chuyện của hai người muốn đánh gì đánh, kệ hai người. Tôi là tôi khuyên hai người việc đúng việc sai rõ ràng vậy đó. Mình không có đụng vô. Chứ mình đừng có bay vô. Mà tôi nói mình tu ngon lắm. Có cái bà kia, cha ơi, lại chùa tu mới có 3 năm. Cuối cùng bị về, bà gặp người ta bị nhập vô. Bà nhảy vô bà đốt 3 cây nhang. Cuối cùng cầm 3 cây nhang làm nè. Cái bữa đó gặp cái dông nó dữ quá, nó dứt một cái té cái râm. Kinh chưa? Đừng có nhào vô tầm bẫy. Mình là người tu hành, mình đụng duyên đụng cảnh, mình khuyên thôi.
chứ mình đừng có nhào vô mình làm thầy hay, hiểu không? Nên hôm qua như Đức có một bài giảng, Đức nói mình mà dẫn cái người không biết tu đi đến chùa, mình phải chỉ điểm người ta trước, nhất là dẫn là ngày chủ nhật thứ bảy nghe pháp, chứ đừng có dẫn trực diện. Hôm qua có cái bà đó, bà dẫn hai vợ chồng với đứa con bị bệnh xì cầu que, con mắt lòi ra, găng tay găng chân mọc lên xanh lè phù cục cục gì nè, nhìn cái nó thôi, bé này chắc không sống, sắp chết, nó mắt lòi ra, găng xanh mọc lên u cục cục ghê quá. Hai vợ chồng không biết Phật pháp, dẫn đến ông chồng ngồi ông làm nè, đâu nghèo quá gì đâu, đâu có cảm tình gì đâu, đâu có duyên mà độ. Cái bà Phật tử của nó, thầy độ đi thầy, nó bà độ đi, tôi thấy tôi làm không được rồi đó. Tội là trời Phật quá, độ người có duyên. Tự nhiên hai vợ chồng dẫn đứa con lỡ, nhờ mình giúp làm sao thì cũng tỏ bài, thầy ơi gia đình bao nhiêu tiền bạc đổ sạch vì có bệnh của con, mà bây giờ tiền mắc tật mang không trị được, bây giờ có chị ba, chị tư, chị mén gì, chị dẫn đi đến đây thôi, bây giờ chăm sự nhờ thầy, thầy có gì chỉ dạy cho chúng con, cho vợ chồng con nghe lời, vợ chồng con làm theo lời của thầy dạy. Mở lỡ là duyên liền, tự nhiên lỡ gặp người ta ngồi khổ là tạo con đứa con bắt cái điều điều bật, cái tiếng điều bật nó nghe, nó nói con gì kêu vậy thầy, nó tạo ra nó hơi thua cha thì cái mặt, con thì nói con gì kêu. Còn bà vợ im cu, nó tao tao chịu thua nó nên nó chỉ Phật tử muốn dẫn lại là phải bật mí. Bật mí cái gì? Dẫn là thứ bảy chủ nhật, chủ nhật đồ cho nó ngồi đó, im gu, thấy không? Xong nói bữa nay có cái gì, cái giai thoại đó đó, hiểu giai thoại không? Bệnh gì đó, bệnh gì đó, gia đình bị gì gì đó, mình mở đời trước mình lên giảng một phát ở dưới nghe, sao dính ngay mình giữ cái trời, nói thấy chưa, có lợi ích này. Tự nhiên trực diện dẫn là thẳng luôn, không lẽ mình lỡ mình ăn nỉ nè, cô chú ơi Phật pháp nó hay dữ lắm, phải cố gắng niệm Phật đi. Nó gì niệm Phật gì sao nó nghe, đúng không quý vị? Phải khéo léo nha quý vị, phải nói là giống mình đá banh, phải khéo léo chuyền bóng. Trời trời, người ta đá chân phải mà chuyền chân trái. Có ngày nó không đá banh luôn, nó đá mấy bà luôn, sân si nổi máu lên, hiểu không? Phải khéo mấy bà ô chưa đó. Ông mà những Đức nói như câu chuyện này, quý vị cũng khéo léo dẫn người ta đi á, dẫn trước khi dẫn đi phải cho người ta nghe pháp, cho người ta biết chút đỉnh đi, đi gặp ông thầy biết nói chuyện, và chỉ người ta nói vài câu thì sao, chứ ai mà là ông thầy mà tự nhiên người ta lỡ mà đi năn nỉ người ta, trời là tợ, năn nỉ thì không có còn giảng được, hiểu không? Sao mà năn nỉ được, mình thấy không có duyên thà mình không nói một câu gì, cuối cùng mình đeo cái máy niệm Phật cho nó bắt cái điều niệm Phật, nó nói thầy ơi con gì kêu. Mình nói thầy con kết duyên của đó, ôi con gì kêu kệ đó, con cứ nghe con nó kêu đi con, con nó kêu vui lắm, nói không thấy vui chút nào, nó chịu thua mày luôn. Máy niệm Phật của mình niệm người ta đeo ầm ầm, nhưng mà nói con gì kêu. Mày thấy kinh chưa? À, mình ở cái cõi này nhiều chướng nạn, nhiều bệnh hoạn, nhiều khổ đau, mà mình không tranh thủ niệm Phật về cực lạc, có khi cơn vô thường đến bất tử, trở tay không kịp, đúng không? Thì thấy đường xá xe cộ, như thành phố xe đông, mình đi mà
Lỡ mình lạc tay lái hay gì, mình ngã ngang ra tay, xe phía sau cán tới một cái, dẹp lép. Đúng không? Nên từ nơi đó mà mình niệm niệm mỗi ngày của mình, cố gắng niệm Phật. Này là cái quan trọng nhất. Gây dựng hoài đi. Cái tâm mà nhớ Phật, nhớ cực lạc của mình càng ngày nó càng mạnh, thì những cái buồn phiền nó mất tiêu. Nhớ nghe, cái tâm mà mình mà lạc lẽo với chuyện giảng sanh nè, phiền não nó phát triển, buồn giận trách nó nổi lên tùm lum. Nên cái mà nó đè phục những cái tâm hận thù là ngay cái chỗ con người muốn về cực lạc quá. Vì mình nghĩ mình là người dân ở cực lạc. Mình đã là người dân ở cực lạc thì cái chuyện mà hơn thua đấu đá tranh giành ở cõi này giảm. Nó giảm với mình nghĩ giữa mình với người thân mình cũng có duyên, với mình gặp nhau cũng có duyên. Thôi những gì tha được thì tha đi, còn không tha được thì hãy quýnh. Nó làm sao mà trong tâm trạng mình nó thoải mái. Cái này là cái mà sống biết sống. Còn con người mà mỗi ngày cứ nặng nề để sống là người này không biết sống. Thật sự mà nói, tất cả những cái việc nặng nề ở cuộc đời này người ta đem đến cho mình, chứ thật sự là mình. Thật sự là mình. Tại vì cái nhân tố đó mình gieo thì bây giờ nó đến thôi, là mình. Chứ nếu mà nó không có cái nhân tố của mình gieo thì sao mà nó đến? Nó đâu, nó không có nhân sao nó có quả? Nên cái chuyện thuận duyên nghịch duyên trong cuộc đời này là do nhân mình gieo không á. Mình thì thường lâu lâu mình khùng quá trợn một chút á, thì mình hờn mình trách một chút chơi vậy, phù hợp cõi ta bà. Chứ ngồi suy nghĩ lại thì thấy mình tào lao quá. Nó mình gieo mà bây giờ nó đến thì mình lại buồn chết. Ví dụ như cũng cùng tuổi nhau mà người ta thì có chồng được chồng thương, còn mình thì chồng nó đánh tối ngày, đánh hàng ngày. Mình cũng bực bội, không biết cái số phận gì kỳ cục, đi coi bói thử coi làm sao. Cuối cùng gặp thầy bói gạt nữa, giết rồi con người nó bế tắc, không biết tìm ai để hỏi chuyện của mình. Cuối cùng nghe được Phật pháp thì mới biết chuyện này khỏi hỏi ai, mình là thầy bói đặc biệt nhất, bói cho mình. Nên quý vị học Phật rồi nhớ kỹ, con người quý vị giống như nó khai thông tâm trí. Tại vì thấy quả nghĩ nhân, thấy nhân nghĩ quả, đi hỏi ai bây giờ? Nên những người mà mình đi hỏi người ta vì chuyện cuộc đời mình thì đúng là quá mê hoặc điên đảo. Nên những đức nói rằng quý vị học Phật dù quý vị chưa từng được giảng dạy, nhưng nếu quý vị đi sâu vào nhân quả thì quý vị sẽ thông hiểu. Tại vì thấy quả nghĩ nhân, thấy nhân nghĩ quả. Quả gì ngày hôm nay xảy đến với mình là nhân mình đã gieo. Nhân nào hôm nay mình đã gieo thì quả đó sẽ đến với mình. Đúng không? Vậy thì mình niệm Phật là nhân, thành Phật là quả là chắc chắn. Này quan trọng. Nên chúng ta mỗi ngày mình nhắc mình thôi, mau mau niệm Phật để về cực lạc thôi. Chừng nào Phật rước mình không biết, nhưng mà mình cứ vậy đó, nghĩ vậy đó. Tại vì lúc nào đến bất chợt thì mình đi, tâm trạng nó thoải mái lắm quý vị. Nhớ kỹ. Những đức rồi để ý, mỗi lần lên tới lễ viết Quan Âm là những đức bệnh te tu. Lễ càng lớn thì bệnh càng nhiều, sao kỳ cục vậy. Lễ nhỏ bệnh nhỏ, mà lễ lớn bệnh lớn.
ngộ ghê. À, vậy mà qua lễ nó khỏe thấy ghê lắm. Bệnh càng mạnh thì khỏe càng nhiều, mà bệnh ít thì khỏe ít, mà nếu nó không khỏe thì chết. Vậy thôi, đúng không? Nó không khỏe thì chết à. Đó. Từ nơi đó mà để ý rõ ràng, sao kỳ cục vậy. Làm như càng rủ người ta đi lại Quan Âm chừng nào thì càng bệnh chừng nấy. Làm như mình rủ nhiều chúng sanh có nghiệp chướng hay sao. Có thiệt á. Nó dồn ngay mình. Te tôi bị thấy lần nào cũng vậy thấy chưa. Có những lần lễ viếng ngầm mà thôi bèo nhèo luôn á trời. Ra giảng pháp mà mặt mày bù xù luôn á. Đuối quá. Nó nhức đầu đau bụng đủ chuyện. Đau xương sống rồi. Ghi mình mãi không biết sao kỳ cục. Mà bình thường là không có nhiều đâu. Nhưng mà là lễ viếng Quan Âm mà lễ này kia. Nhất là lễ Quan Âm. Để ý lễ Quan Âm là như được chịu đạn dữ nhất. Biết sao kỳ cục đi ghê. Mà thấy thử hoài luôn quý vị ơi. Chứ ngoài ra mà không phải là hồi đó giờ nhiều lần rồi mà. Nó, nên chiếc này cũng te tu. Bệnh hoài luôn. Nên bây giờ nó mau mau về cực lạc thôi. Đúng không? Mau mau về cực lạc. Nếu mà như, mình mà không có cái sự kiên nhẫn cũng mệt cũng chán. Chứ không vậy đâu. Mà gặp mà công việc nhiều rồi hướng dẫn tu rồi thêm cái nữa. Mà thường nghe, quý vị để ý nghe. Cái việc gì nó đến là nó đến tớ tấp đó. Nó giật mình te tu, nó tớ 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 luôn đó. Chứ nó không có tha cho mình mà kiểu mà nó đến là nó thấy tội nghiệp không có. Quan gia đúng rồi. Cái tội nghiệp mình bất công quá đi. Nó thấy mình yếu một chút rồi nó giết mình luôn, nó xả mình luôn, nó đừng nói chuyện dẫn chơi. Giống như quan gia là giống như kẻ thù mà. Đã thấy mình mà yếu yếu rồi là đứng cái mé sông á. Nó đâu có gịch vô đâu, nó đạp đi không đạp, nó văng sông luôn quý vị ơi. Chứ giỡn đâu, với mình không khéo thì mình té luôn. Khéo thì mình cố gắng mình bước qua một bên lại. Nó những đức thấy rõ ràng luôn á. Nó nên chùa chuyện dưới cũng sơn phết tùm lum. Mà lôi ra làm gì cũng bực mình. Làm gì thấy cũng bực mình lắm chứ không giỡn đâu quý vị. Nó làm xong rồi người kẻ bài người bố. Họ bài những đức bố. Hiểu chưa? Nó sơn phết làm phải thúc đẩy chương trình làm việc. Chứ bây giờ làm mà lề rề bài tùm lum tùm la. Mỗi bàn bà cầm thô tô nước sơn. Đi sơn chút là nghiêu ngao ra sơn gốc cây đồ chớ. Nên từ nơi đó mà nó không đơn giản đó quý vị. Lôi ra làm việc này việc kia thì nó tùm lum thứ. Đó. Rồi sắp sửa lễ. Bố trí việc này việc kia. Không mà cái chuyện mà thế gian này nó nhiều việc nó không dễ đâu quý vị ơi. Nội bị có độ bị cho cũng khó. Không phải giỡn đâu. Ví dụ như giờ bị giá bị cho thì bây giờ nếu ai cũng tự giác chứ thì khỏe quá. Xô đẩy. Mà gặp đông người xô đẩy là té chết nữa. Nó nên quý vị thấy. Ví dụ như máy móc đồ mà bây giờ mà vô nguyên một vàng đông thì cho khó. Nó thiệt là đông thì cho thì sách đi cho khó khăn. Còn cho mà bây giờ mà người chăn đoạn đường đi thì sợ xô đẩy nó nè. Đông á, xô. Bà nào yếu thì hy sinh. Không lễ chuyện này nghe 3.000 lại. Nặng căng lắm á. Nhưng mà nếu làm được thì cao thủ. Vì cứ tính đi. Nên ở nhà coi á. Dịu cái tâm đồ với mua thuốc bổ hay là sữa gì uống đi nghe, dưỡng sức đi nghe. Thấy cái mồi á là đêm hôm gì không ngủ nhiêu đâu, tại vì buổi tối thì giá chót cũng là 10 giờ mấy, xong rồi còn kiếm ăn uống rồi đi rửa mặt rửa mày rồi mới đi ngủ được chứ. Thì bỏ 10 giờ mấy sáng thì chắc những đứa nghỉ chắc 2 giờ à. Chứ một người gửi rồi chắc sùm là thức dậy tùm lum tùm la hết rồi. Đông mà ai cũng tranh thủ đi kiếm chỗ ngồi đồ chứ chợ. Đây là nguyên vàng đi kiếm chỗ ngồi luôn chứ không phải là vài ba người đâu.
Đó rồi á, chừng 1 giờ à, bắt đầu là thức dậy, bắt đầu lãng quạng rồi đó. Tại vì tranh thủ nhà vệ sinh đồ để mình đi mình ổn định chứ, thấy không? Nhưng mà cái này nhà vệ sinh thì cũng ổn, tại vì ở bên ngay chân bảo tháp mình luôn á, nó có 3 dãy nhà vệ sinh mới xây luôn. Với bên đó được 5 phòng ở khoảng 500 người, là ngay điểm vệ sinh luôn, ngay nhà Ton luôn, thấy không? Nhà Ton này 2 ngày rồi, nhà Ton bây giờ thì làm đẹp lắm, xong hết trơn rồi, đẹp lắm. Thì chuyến này ngủ nhà Ton đông, nên số đoàn nào mà đến gần được thì được ban vô nhà Ton kiếm cái phòng cũng ngon. Phòng đó chắc ở cũng được, nằm chung chung chắc cũng 70-80 người, phòng bự, phòng bự lắm, sát cái nhà vệ sinh luôn. Thì đó xẹt qua đó nhà Ton lại Quan Âm luôn, nên là hoặc qua đây lại xẹt qua đó cũng tiện, bên đó nó bớt người. Bên đây để ở cố định, nghĩa là vị trí nào nằm im vị trí đấy luôn trong 3 ngày. Rồi 3 ngày rồi tối thứ bảy là khoảng 9 rưỡi xong. Ví dụ như nhiều Phật tử ở xa đồ, hay quý vị có sức khỏe thì sáng chủ nhật cộng tu, nhưng mà đêm đó nên ngủ, đừng có qua bên hộ pháp. Tại vì ngủ đi cho có sức khỏe, rồi khoảng 7 giờ mấy qua cũng được, 7 giờ gì quá, ngủ có thoải mái. Không mà ngộ lắm, tối là tự nhiên người ta đi về hộ pháp đông lắm quý vị ơi. Nhưng mà chuyến này mình cũng gán kêu người ta thôi, ở bên đây ngủ đi, chứ lạng quạng rồi đi qua bên bển, đi vòng vo tâm quắc mất công. Sáng qua, sáng là ngày chủ nhật, là bữa cộng tu của chùa mình luôn. Nên nhiều đoàn xa người ta cũng muốn ở người ta tu quý vị, tham quan hộ pháp á, thì như để cộng tu chủ nhật. Nên chương trình phải tính toán sắp xếp làm sao để cho người ta ổn định tương đối. Rồi xong lễ viếng Quan Âm xong giới đàn, giới đàn 7 ngày, 3-4 ngày, nhưng mà tính toán sắp xếp cũng khoảng 7 ngày. Giới đàn thì cả chùa mình đây cũng phải hỗ trợ việc này việc kia liên tục, vậy thấy không? Chùa mình, nên là từ đây tới bữa lễ viếng Quan Âm cố gắng ở dưới hộ pháp thúc đẩy cái chương trình sơn chùa cho xong chánh điện với xong bảo tháp, xong cổng tam quan luôn. Chắc mà lôi nóc nái anh ương vậy, sơn phết cho mấy bà già 80 tuổi mà leo lên nóc chùa, buộc dây vô bụng bà, lỡ có gớt xuống thì còn dây toàn ten. Không mà trong chùa mình làm nhanh lắm quý vị ơi, người trong chùa làm nhanh lắm. Một ngày một mà họ sơn nguyên một cái chánh điện ở trong xong luôn quý vị, là quá nhanh luôn á. Một ngày một là xong cái chánh điện ở trong á. Nghe là ngày mai quý vị qua bển là nguyên một cái chánh điện ở trong gì nè, là từ nghe chăng mà thờ Phật dài ra tới ngoài là xong, sơn xong mà sơn đẹp lắm á. Nên từ nơi đó mà làm phải thúc đẩy chương trình mới nhanh được. Giống hệt như mau mau niệm Phật về cực lạc đi, nghe không? Phải thúc đẩy vị ơi. Mình mà không nghe pháp mỗi ngày thì giải đại đó. Ừ, mà mấy bà này cũng phiền não lắm, nghe hoài mà cũng phiền não nữa đó. Lâu cũng bực mình này bực mình kia em lúm chứ á, vô gì thấy chưa? Nên từ nơi đó con người mình làm như cái gốc của phiền não buồn phiền là nó là cái gốc của kẻ phàm phu mình đó quý vị. Nhắc hoài luôn mà bản thân chúng ta cũng có khi cũng bực bội, mà may mắn thay mình nghe viết giờ bực bội ít lắm, mau hết, mau cấp kỳ hết à. Nên hồi sáng mà bên kia ăn cơm xong rồi mấy ngày nay sơn phết á, làm việc nên sân si. Sáng nào cũng la lối ùm sụp. Nên dính vô công việc, làm việc là đâu có tính tới cái chuyện
đâu có tính cái chuyện mà nói chuyện vui cho chúng gì đâu. Nên là sắp xếp công việc không à, đã là công việc thì sắp xếp công việc không. Sáng bố trí làm cái gì cái gì cái gì, rồi sân si lên. Thấy chưa, nó không đơn giản. Bởi vì mình nói thì sao mà mấy người mà ta đứng đầu công việc đồ, người ta ưa bực bội. Tại người ta bố trí công việc thì phải bực bội chứ sao. Mà đã là bố trí mà làm mà kiểu mà lề rề là bực bội lắm. Nên giống như hôm qua mà bên kia mà vừa đi qua bên đây, bên kia lôi nước sơn ra sơn lộn. Sơn ở trong thì ngon lạnh chứ ngài, ở ngoài lấy cái màu sơn khác sơn. Chờ hết đâu hơn gần nửa chánh điện xung quanh. Nó về cũng sân si. Về sân si lao sụp. Nóc nái tường chạy trốn mũi tiêu chứ. Không những đức mà sân si cũng dữ lắm quý vị. La lối là từ trên tới dưới, già trẻ bé lớn chạy. Chạy lùm cục với cô chính cô gì trốn sạch nhất. Sợ tới mồ. Ồ, la ghê lắm quý vị ơi. La sùm ghê lắm. Sáng rồi sắp xếp công việc cũng một chập bên nữa. Ủa đi qua đây. Nên lúc mà xong việc hết trơn thì sáng nói chuyện vui lắm, kể này chuyện này chuyện kia vui lắm. Nhưng mà khi làm việc là sáng nghỉ công việc không à, suy nghĩ để sắp xếp công việc nên lên là đứng sắp xếp là sân si. Mặt kênh kênh thôi kỳ cục. Thấy không? Nó nên là xong rồi đi qua đây, rồi kêu rồi bố trí bông giấy bên kia sắp xếp lại, đứng chuyển những ngôn xong hết trơn. Rồi dư số bông giấy kêu những quan bên đây qua chở về bên đây, qua đó chở về bên đây, sắp xếp bên đó tứ động tâm, nó gạch hết rồi. Cái mấy ngày tứ động tâm nó gạch xong hết trơn rồi, sắp bông giấy lại hết. Nói rồi mấy con rồng mà trước cổng, trước chánh điện cũng sơn hết luôn, cho mấy bà già bắt ba bà sơn con. Phải làm gì mới nhanh. Chiều nay về sân si nữa. Chiều nay bắt đầu về, bắt đầu là bố trí. Làm phải bố trí mới nhanh. Thí dụ như mình là trưởng ban thì bắt đầu là sắp ra tiểu ban. Tiểu ban là có trưởng ban. Ví dụ như một người trưởng ban có 5-6 người đi theo. Bố trí á, ví dụ như từ đây là hơn đó là 10 thước, 10 thước này phải sơn cho xong ngày nay. Rồi từ kia là kia 10 thước phải làm cho xong 10 một ngày nay. Thì tự nhiên á, mỗi tiểu ban tự quản lý sơn xong, sơn phết đồ cọ đồ dọn dẹp. Chứ nếu không mà ập vô một cái làm xong chạy mất tiêu chứ. Bỏ có 2-3 người dọn dẹp sân si nữa. Nó đủ chuyện gì đó quý vị, không có giỡn đâu, đông người rồi biết tính đó. Chứ nếu không nó làm chậm lắm. Đông nhưng mà tốc độ chậm. Nó nên dính vô công việc là dễ sân si lắm. Nhưng mà mình nhờ niệm Phật muốn sanh cực lạc nên nó buông mau. Đúng không? Nhưng mà chuyện ở đâu ra đó à. Sắp xếp công việc không có quay phim thì sân si. Chứ có quay phim có quay phim thì không có sân si. Trời ơi, quay phim mà sân si chắc không có cơm ăn. Tử nó nghe nó bực bội vì đâu có vui đâu. Không có vui, nó không có phát tâm cúng dường. Ồ không phải đó, vậy đó quý vị. Quý vị mà làm người ta vui người ta mới cúng dường. Chứ mày ra mà người ta bực bội là người ta không cúng. Nó, có bà kia nói mỗi lần con nghe thầy giảng mà vui là cúng 500 ngàn. Mà bữa nào mà con nghe mà con buồn là cúng 50. Bước 400 gữ. Nghĩ thì chết mồ luôn đúng không? Nên nó nói chứ cái gì mà bực bội sân si á thì mình bỏ qua một bên đi. Mình lên mình giảng phải vui vẻ. Xong rồi mình ra ngoài mình hết sân si. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng cái pháp niệm Phật này nó hay. Hay lắm. Nếu như mà không có cái phương pháp niệm Phật này, những đức coi chúng chùa không có được. Thêm cái nữa sân si cũng chết. Việc nhiều. Mà nếu mà không phải pháp niệm Phật này trong chùa mình chắc loạn quá quý vị. Sao tu? Bây giờ thí dụ như những đức tu thiền, sáng với bà già này lên bà ngồi thiền,
chắc như Đức nghĩ chứ mỗi bà cầm lên cái gối với cái mền, thiền xong mới định luôn chứ sao. Trời ơi, niệm Phật lễ Phật đây mà có khi còn thiền định kìa. Cái định của các vị thiền sư ấy, thì người ta tỉnh táo, còn cái định của mình ấy, là gói mệt luôn. Ghê. Bởi vì thấy không, nhờ cái pháp niệm Phật mà nuôi được người già, mà chúng ta tu được. Hay lắm á. Nên á, những đức để ý quý vị, mỗi người mình mà khi lên tu dù ở nhà mình, quý vị cố gắng quý vị tu sao mà niệm Phật lớn lên. Những đức thấy khỏe hồi đó quý vị, những đức niệm Phật lớn lắm, sau này còn cổ những đức ưa đau đau á, đức niệm nó xíu à. Mà càng niệm nhỏ thì nó càng đau cổ, mà tiếng nó càng nhỏ lại vị ơi. Mà tu có khỏe đâu, để ý vậy đó. Mấy ngày nay người ta hướng dẫn vị hoài, thấy không, niệm Phật thả cái miệng ra, đừng có mà đừng có vị nghe nó. Nên buổi sáng mình niệm, mình niệm lớn tiếng lên để cơ thể mà nó cũng được thông hơn chút, nghe không. Cả đêm ngủ mà bao nhiêu quá chắc ở bên trong nó ứ ở trong, mình lên mình niệm Phật, niệm đi chung rồi mình niệm lên ô điểm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mình thả miệng, mình niệm dữ dữ lên, mình niệm xong là mình hít hơi được cái hơi sâu, mình niệm đi liên tục vô, nó cũng khỏe mình, mà nó làm mình qua thời gian mau lắm quý vị. Y mà niệm nhẹ nhẹ từ từ sao thấy nó lâu lắm nghe, nó cũng vậy mà sao nó lâu, tại nó có cái suy nghĩ để trong giờ. Còn mình niệm mà háo hức á, là tự nhiên thời gian qua mau nó. Nên á, mình ở nhà nó thật sự công phu mình nó không bằng công phu đại chúng ở trong chùa. Hôm qua sơn chùa lên chánh điện trên thấy đông chặt, Như Đức ở trong phòng Như Đức niệm Phật lễ Phật, mình thí nghiệm thứ cái tu mình, cái mấy bà này ở ngoài đời phải tu làm sao không rõ ràng, tu mình nó không có bằng tu chánh điện quý vị ơi. Thấy không, trời ơi. Bởi vì nói á, mình lại Quan Âm ở nhà 500 lại không đơn giản đó quý vị ơi. Chắc những đức nghĩ cũng gơ gớt, chứ không có suôn sẻ hoài 500 lại đâu. Chứ có khi cũng muốn chạy ra chạy vô rồi cũng dễ. Còn gặp mà lễ Quan Âm mà tại chùa luôn, nó nói chứ dù cỡ nào nó cũng thu nhiếp, thu nhiếp mình mạnh hơn. Nên á, cái pháp hội kỳ này 3.000 lại chứ phải phát tâm cho nó mạnh. Ừ, cái tâm quyết mình nó phải ào 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 hừng hực cái tâm lên, đừng có nghĩ ngủ nghe gì chứ. Ồ, trong 3 ngày 3 đêm đừng nghĩ ngủ nghe chứ, có ngủ thì ngủ, ngủ thôi. Nên những đứa nói là cái chuyện này, cái chuyến này khi mấy bà cụ già yếu yếu là có nguy hiểm ấy. Nên những đức bố trí cho mấy chú là chuyến này là phòng hộ niệm đồ cũng chuẩn bị hết. Già mà chơi cái này lao theo cũng dữ lắm quý vị ơi, không giỡn đâu. Nó tại vì chơi cái này dữ quá, chưa thấy, chưa từng thấy chương trình nào gì luôn. Mấy lần trước thì buổi chiều không thì buổi sáng nó cũng thoải mái một chút, đúng không? Còn bây giờ mình lễ luôn buổi sáng là không đơn giản. Thầy trò là lên kênh, sáng là lên kênh đi nghiêu ngao á. Chứ sao những đứa thì cũng 2 giờ đồ thức chuẩn bị rồi, thì 3 giờ lên nói chuyện một chút cho nó hừng hực lên chút, nóng máy đồ đề ba, rồi bắt đầu lại luôn. Từ 7 giờ đổ lại là xong 500 danh hiệu. Tính ra đó, từ 7 giờ đổ lại là phải xong 500 danh hiệu. Còn trễ hơn nữa nắng thì sao? Nắng chứ nó kéo qua cái thời gian của tu cái giờ kia nữa, nó bị ảnh hưởng thời gian. Lần này thôi, chứ từ hôm nay là lễ viếng Quan Âm là không bao giờ có cái việc mà có mấy chương trình hát ca nữa. Ngưng. Rồi lần này lên lịch phải chịu. Mình không có ngắt người ta được, ngắt người ta mất uy tín. Có không được. Tại vì cái lễ viếng Quan Âm nó lu bu, nó nhiều việc quá. Nên mình quyết định nó hay hơn là giống như mình lên giảng ít thay vì mình nghĩ cũng dễ hơn.
Còn dính vô chương trình hát ca nó không nghỉ được, nó kéo cái thời gian dài, nó không giỡn đâu. Nhưng mà chỉ cần quý vị mà quan hỷ vui là nó khỏe. Mà như Đức nói nghe, lễ xong mà 3.000 lại xong hết trơn nghe, quý vị sẽ thấy giống quý vị bay. Bay vậy trời ơi. Chúng giỡn đâu. Tại vì dữ quá. Lễ gì đâu mà sáng, lễ chiều, sáng chiều mà cả ngày tu lang thang đi. Giết người nhẹ sơn luôn 3 ngày. Không mà những Đức nói mà nghe, những Đức nghĩ cái pháp vị đó mà nếu ai cũng phát được, nhưng mà phải có thiết pháp vô nó mới phát pháp vị. Ừ. Nó không thiết pháp thì kích động quý vị là không được á. Những Đức thấy rõ ràng luôn á, bởi vì cái làm việc cái nghe. Cái làm việc á quý vị mà có một cái người mà thúc đẩy tinh thần á, nó làm ghê lắm quý vị ơi. Nếu như làm thì kêu làm đi. Như cái chánh điện mình sơn bệnh đố mà xong. Dễ gì 2 ngày mà xong. Hôm qua những Đức đưa lên kế hoạch 2 ngày mà có 1 ngày gửi xong. Có 1 ngày gửi xong. Sáng thì Đức nói công đức sơn chùa sao á. Trời ơi bà nào bà nãy nghe hứng hở. Làm kịch liệt, hứng thú vui vẻ, thấy chưa? Nó làm sai bị lá. Vậy thôi. Nó nên từ nơi đó quý vị biết rằng cái chuyện thiết pháp nó quan trọng lắm. Nó làm cho mình hừng hực để kích động tư tưởng. Cái chiến này quý vị biết rằng là hình như là nhiều tỉnh thành nào cũng đi. Huyện xã gì cũng có đi đến chùa mình lễ viếng ông âm đợt này. Thấy đoàn xe là các tỉnh thành luôn, báo luôn là cái ngày 18 thôi. Cái chiều 18 thôi thì cũng như cái ngày lễ chính đầy người ta chứ. Thấy không? Dù như một số mà người đi lơ gơ ít người. Thì thí dụ như quý vị qua đây được thì qua, còn nếu không quý vị ngủ bên hộ pháp chạy qua đây cũng được. Ít người á, xe 7 chỗ rồi đó. Chạy bên ngủ chạy qua đây. Không nhưng mà cũng có một bữa mà. Còn chứ ở yên chỗ này. Qua đây thà kiếm chỗ nào an cư lạc nghiệp mà yên. Đúng không? An cư lạc nghiệp hay hơn quý vị ơi. Nó nên mình đã phát tâm mình tu rồi. Thì bây giờ mình tính đi từng đó là cũng như là mình cúng Phật Bồ Tát. Nghĩ vậy đi. Chứ đừng có nghĩ mà tranh thủ về đi làm. Đừng có nghĩ gì. Quý vị cứ nghĩ rằng là cái tuần này quý vị tu phước duyên đi. Xin một tuần luôn. Buôn bán gì đóng cửa. Cho chồng gì làm đi. Hay ai ở nhà làm đại cho mình. Còn nếu không thấy không ổn đóng cửa luôn. Quyết định tuần này là cái tuần đó là cái tuần tu phước duyên. Trời ơi. Cả đời của mình mà vì chồng, vì vợ, vì con mà tới già te tua. Còn dám tu một tuần lễ mà làm gì cũng dám. Đúng không? Những Đức mà tổ chức chương trình phải hừng hực cái tâm đó mới được. Chứ gặp mà mình nói lợn cợn người ta tu không nổi. Mình cỡ nào mình cũng cố gắng, mình cố gắng. Chứ ngoài ra mà mình mà kiểu mà tới giờ đó mình đưa tay mà mình đập vô bàn bạch là đầu hàng á. Giống như mà hai tên đánh lộn mà bị đè xuống mà vỗ bàn, vỗ xuống dưới gạch chịu thua á vì thất bại liền. Nên bữa đó cái tâm lực những Đức nó phải kinh khủng lắm. Nó kéo quý vị được, nó giỡn đâu. Lên giảng ầm ầm la lối sùm. Nước miếng nước mồm văng tùm lum. Nó mới làm háo hức được quý vị ơi. Chứ ngoài ra mà mình lên mà lề rề mà gặp mà quý vị cố gắng không? Cố gắng lại. Kiểu tu không nổi đó quý vị ơi. Thầy yếu quá. Thấy mồi thầy xanh sao. Thầy chắc gần chết rồi quá. Xanh sao quá. Nguy hiểm. Thấy không? Vì thấy nhận đức nghe. Có khi nhận đức bệnh mấy vị thấy nhận đức lên giảng sắc diện nhận đức đâu có giống người bệnh đâu. Đúng không? Tại vì cái tâm lực như Đức nó mạnh. Thấy không? Nó ngồi giảng mình thì nó còn cao chứ nó giảng với người ta là la âm sùm. Tại vì sao? Giảng mình không quơ tay được. Giảng mình quơ tay với ai giờ? Mà quơ tay là miễn cưỡng thôi. Giảng mình là đúng ra nó ngồi gì giảng hoài vậy đó.
Tại vì không có chuyện gì để quơ tay. Có người vậy thì mình mới làm mà làm gì làm như cái phổi mà nó cũng được lưu thông quý vị. Nó hơ, nó hít sâu được. Còn gì nè quý vị ơi, là nó ép hơ thì sao á? À, không có hơ. Còn mà giảng với công chúng là hơ dữ lắm. Chắc quý vị chuyện hơ thì sao ghê quá. Thấy không? Đó. Khi nó vui rồi tự nhiên thầy trò nó quyết tâm quý vị. Nó kéo đi, kéo đi. Không mà nhớ là cái cảnh này vui lắm quý vị. Vì chưa đi mà vì cảm giác cũng vui. Sáng mà 2 giờ mà thức dậy nha. Xách giỏ, xách thao rồi xách quần áo gì đi lang thang. Đi lại Quan Âm á. Cái cảm giác đúng là được sống ở trong cái ngôi Dạ Lam mà mấy ngày mà toàn là tu không. Liên tục luôn quý vị. Nghĩ là liên tục đó, thời gian nó buổi trưa thì có ngủ được chút. Buổi trưa chứ cái giờ mà 8 giờ này là không có được bao nhiêu thời gian. Nên từ đó mà giống như 3 ngày liên tục luôn. Nó, bữa đó thì bật âm thanh lại. Nhưng mà mình cũng phải có ké vài buổi thì nó cũng hứng hứng lên chút chứ không lẽ bắt âm thanh hoài cũng quê quý vị. À, dù như bữa cuối cùng đồ mình cũng lại luôn, háo hức đồ lên. Thì mình tính vậy đó. Lỡ bữa đó không có sức thì thôi. Không mà những đức cái gì nghe mà vô tu là ghê lắm quý vị ơi. Ừ, giống liều mạng vậy đó, càng quét. Vô tu với vô giảng pháp là ầm vậy đó. Người vậy đó háo hức lắm, chuyện gì bỏ qua bên đi, tính mấy chuyện này trước tính sau, thấy không? Nên những đức nói là tất cả việc trong cái cuộc đời này không có một cái việc nào quan trọng mà cái việc mà chúng ta phải về cực lạc. Nhớ nghe. Mà mình tu hành mình mới cầm phước duyên đi chứ. Trong cuộc đời mình không lẽ mình đi tạo nghiệp không? Trời ơi. Hồi sáng vô trong phòng niệm thăm bà cụ. Không mà mình bệnh mình đi thăm bệnh nó hay lắm quý vị ơi. Bệnh mà mình vẫn đi thăm bệnh nó mới hay. Tại vì mình bệnh đi thăm bệnh mình hết bệnh. Thiệt á. Ví dụ như quý vị bệnh ung thư đi, quý vị đi vô trong bệnh viện ung thư, quý vị đi thăm ta đi. Thì thường đi làm việc đó đi. Nói chị, em ung thư nè chị. Ủa em ung thư hả? Ung thư gì? Ung thư bao tử. Còn gặp bà ung thư ngực đó, em ung thư đó chị. Ung thư gì? Ung thư ngực á. Ủa sao em vẽ gì? Niệm Phật. Với một nữa, em nghĩ gì nè chị? Em học Phật. Em hiểu. Em nghe thầy giảng, em hiểu rồi. Bây giờ mình ung thư rồi mình buồn nó cũng ung thư rồi chị ơi. Mà nó càng ung thư. Có khi mà em chị bệnh đó chị. Không có tiền chị bệnh đâu chị. Nhưng mà bây giờ không có tiền, bây giờ buồn cũng ai cho tiền mình. Thà vui. Thà vui nó còn hay hơn đó chị ơi. Nên em ung thư nè mà chị thấy em không? Em thoải mái bây giờ em phát tâm là mỗi tuần em đi thăm người bệnh ung thư ở bệnh viện ung bú. Đi vòng vòng thăm người ta chơi vậy đó. Nên mình mà ung thư á, quý vị đến bệnh viện ung bú á, có nhiều người các tỉnh thành người ta về đó, người ta nằm lên nghênh tùm lum lan can, người ta nằm tứ tung lan can. Mình mua theo bánh trái đồ theo tặng cho người ta, nói chuyện với người ta chơi, động viên người ta trong khi mình ung thư. Quý vị mà làm điều đó đi thì cái tâm trạng ung thư của quý vị từ từ mắc sạch. Cách này là cách trị liệu hay nhất, đúng không? Chị liệu hay. Nên một người tu hành hay một bác sĩ, cái tâm trạng vui vẻ và học được một cách nói chuyện tuyệt vời, đó là cái phong cách trị bệnh hay. Nhớ kỹ nha. Nên mỗi người mình á, khi mà thấy người ta bệnh đau như hồi sáng, Đức vô phòng niệm cái bà già, có ông bà, có mấy đứa con của hôm nay qua đây cộng tu nè, ở Đắk Xét cái ý quên Đắk Lắc vậy nè. Lắc. Cái bà cụ đó bà ốm cũng như bà Mười ngày xưa á. Này cũng như ốm nhất nè. Mà công nhận nha, bà tỉnh veo. Những đức nói bệnh gì bệnh, ốm thì ốm. Nhưng cái chỗ cực kỳ quan trọng luôn đó là
miệng nói được, lỗ tai nghe. Đây là quan trọng nhất. Đừng có mê quý vị ơi, đừng có mê. Nên từ nơi đó mà như Đức nói với vị nghe chứ, chúng ta bây giờ còn khỏe được, mình cố gắng mình tu đi. Những Đức nói mình mà không gán mình tu, mình niệm Phật, mình cầu sanh cực lạc, cái tâm mình an lạc đó nghe, sau này bị già, bị bệnh đau, bị sói hẳn lắm. Tu cực kỳ khó tu luôn quý vị à. Khó tu dữ lắm. Nên mà nghe gì rồi mỗi con người mình thấy mình mừng. Quý vị thấy từng này những Đức để mấy công đoạn lên á cho bị coi á. Nào là cái buổi giảng mà lấy tất cả mấy cái hình mà bị tật nguyền, ghê chưa? Trời ơi, mà nhìn một cái, nhìn một cái mà tự nhiên bản thân mình thấy mình đâu có khổ. Dù mình có xấu cỡ nào xấu, mình cũng đẹp hơn người ta quá trời. Ôi ơi, nguyên cái mặt mà nó chảy xuống như này quý vị. Ở đây nó thêm một cục bự bên lớn, nó lòng thòng đây nè. Rồi mỗi lần ăn phải dạch nguyên cái dàn thịt này qua mới ăn được. Mà sự đau đớn đó, mà hình thiệt họ ghê quý vị. Vậy đó, tại đau quá, tại nguyên cái mặt nó chảy xuống lòng thòng da vậy nè, thêm một cái cục thiệt là bự như cục bú lòng thòng để trên cái đùi, bộ phủ cái mặt nó hết trơn, con mắt đồ chân mày rồi nó chảy ra hết. Trời ơi, nhìn gì đâu mà cái nghiệp duyên thấy ghê gì. Còn những người mà nghiệp duyên gì mà cục tay cục chân hết trơn, rồi mặt mày kinh khủng bị nhiều lắm, mà cái trang nó rất nhiều luôn. Mà bây giờ nhà Đức không dám đụng vô, nó đòi bản quyền không à. Có ngày nó vớt cái trang mình sập luôn bây giờ. Trang bây giờ cũng nổi tiếng, muốn xử cái trang mình luôn. Thôi, từ hôm nay giảng pháp ngày Chủ nhật đều làm đầu đều là bắt điều niệm Phật nhân Đức hết, không có nhạc gì vô nó mất công, phiền phức, bản quyền bản gì tùm lum. Nó nên á, từ nơi đó mà khi mà coi một cái là mình tự nhiên mình tinh tấn lên liền. Nói trời ơi, bây giờ đời này mình không tu. Những Đức nói với vị nghe nghe, những người mà tật nguyền đó khi đời trước có khi nhà giàu sang, ông chủ bà chủ rồi luôn á, mà do tạo nghiệp lớn quá, tiền bạc có, ai chỉ cần đụng vô tiền mình cái là xử người ta. Cuối cùng mình mang cái quả báo đời này, chịu gì đó. Chứ những Đức nói vị nghe không đơn giản đâu. Không biết tu rồi trong cái cuộc đời này, cái gì mà đụng danh lợi một cái thôi là chết, không được đâu, xử lý mình liền nha. Những Đức nói mà hồi đó mà cái vụ mà con cua viết chữ Nam Mô Di Đà Phật á, mình thấy viết chữ Nam Mô Di Đà Phật hay quá. Thời chú Huy đưa con cua lên viết chữ Nam Mô Di Đà Phật á, vậy mà nó đưa thư lên cái trang mạng á, nó bị bản quyền vớt một gậy, nó phê chuẩn mình một gậy. Mới đây nè, cái đoạn gì đó mấy chú làm thương cái nữa, hai gậy. Lần sau mà gậy thứ ba nó gỡ trang mình luôn. Thì thấy không, mà có gì đâu, nó mà dính vô bản quyền của người ta, ghê chưa. Nó mình thấy nếu như mỗi một con người mình làm một cái việc gì mình xem lại, thí dụ như nhà chùa người ta lấy hình ảnh đó là vì mục đích gì? Mục đích của người ta là để cảnh tỉnh người đời về nhân quả vô thường, thì điều này tốt mà, nó đâu có gì đâu. Nên con người mình sống cái gì kiếm tiền cũng để lại cái đức lại cho con cháu quý vị ơi. Những Đức nói cởi cái trang của những Đức mà gỡ xuống một cái, chắc những Đức nói gia đình chắc cũng không gió luôn, sống nổi. Tại vì nhiều người lợi ích quá quý vị, dứt cái phước không còn đâu, kinh lắm, sống nổi đâu. Còn những Đức thì ăn thua gì những Đức. Trời ơi trời. Nhưng nói cho vị nghe chứ, người ta đã thích mình rồi, dù mình lên núi lên non người ta cũng tìm. Này, vô thăm sơn cùng cốc, mấy bà cũng ơi, mấy bài vô bài vô mà nhảy dù xuống được. Không giỡn đâu, người ta mà thích rồi á, thăm sơn cùng cốc người ta cũng tìm nè. Mà nó đã không thích rồi, dù là trước mặt tiền nó cũng không nhìn ngó tới làm gì. Nhưng Đức nói thiệt á, bởi vì con người mình khi có thờ rồi, dù quý vị mở một cái tiệm kinh doanh, nó nằm ở trong hẻm, trong kẹt,
ta cũng đi tìm ta mua nữa, vì coi phải có nhiều tiệm kinh doanh không, nằm trong hẻm trong kẹt mà ta mua y y vậy đó. Nhưng mà có những tiệm kinh doanh mà cái mặt tiền nó đẹp quá trời mà không ai lại mua, tại vì nó không có phước. Nhưng mà mình có phước mà mình lại là tạo nghề sát sanh, sát sanh hại vật, thì khi nó hết phước rồi nó sụp đổ mau có kỳ. Nên mình học Phật á, mừng là mình hiểu nhân quả. Nên con người mình bây giờ nó thông cái tâm, nó thoải mái quý vị. Nên những đức nói á, có cơ hội được tu cố gắng mà tu đi. Nó cái bà phá thai mới đây nó thấy ghê chưa. Vậy mà nhiều người á, họ mà không có duyên có phước, họ không có thấy con gì chứ, thấy con sò con hết được không. Ừ, nó chứ nó không có thấy mấy con quan gia. Trời ơi, cái bà gì đâu mà thấy ghê. Tự nhiên ai mà biết bà đó đâu đến đây đâu. Chắc cũng nghe nhà đức giảng hay sao. Bà lỡ cái chân nó bự thấy ghê trời. Quá trời bự. Thì thấy cái chân bự vậy thì mình làm đoạn ký sự ngắn luôn, quay trực tiếp luôn. Tự nhiên bà dán cái đùi bà lên cái đầu gối, đặt cái điện thoại vô, cái thấy cái mặt đứa nít hiện ra nè, thấy rõ ràng luôn mà. Trời ơi, hai con mắt, lỗ mũi, cái miệng rõ ràng luôn, hiện nguyên cái mặt ra luôn, xác thực luôn. Mà có nhiều người thì người ta nhìn ta nói được, thấy hai cái mặt luôn. Có nhiều bà ta nhìn thấy cái gì, còn những đức thì thấy con cái à. Trời ơi vị ơi, cái đó là xác thực luôn. Hỏi ra bà bỏ ba đứa con, bỏ ba đứa con. Thôi kệ, mình làm cái điều đó dù là người chấp nhận hay không chấp nhận gì, nó cũng kết được thuận duyên nghịch duyên. Bởi vì buổi giảng nào của những đức cũng thường những đức cái niệm ai với đạo Phật, ai với đạo Phật á, họ nghe qua cũng nghe được câu Phật hiệu. Giống như có cái chú đó mà ông đem qua cái trang ổng, chú thiện hay gì đó, ông đưa qua cái trang ổng vậy mà người ta coi hơn 2 triệu người. Tôi tính ra cái buổi đó không mà bữa nay gần 3 triệu người coi. Thì thấy không? Mà đó là nhân quả xác thực luôn. Trời ơi, bị coi mà ai mà mang nghiệp phá thai cũng xanh mặt xanh mày. Bây giờ nó đang yên mà nó không yên đâu, mà sanh ra đứa con 3 tháng, 5 mà thằng trai đâu biết nói chuyện đâu, khóc tối ngày. Nên nó kêu thứ bảy chủ nhật gán đến chùa đi, rồi đến chùa không có gạo ăn thì cho gạo ăn, từ từ nó chuyển nghiệp. Nó bây giờ khổ quá mà sao không nghe nhắc tới chồng. Thường vậy không biết chồng nó còn ở với mình không. Thôi đọc 12 lời đại nguyện nghe. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà,
Con nay xin phát nguyện, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ, Phật phóng quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Chúng ta từ người còn sống tới người mất, nên buông cái tâm hận thù đòi nợ nhau, để quyết chí niệm Phật, để đời này chúng ta đều hẹn gặp ở cực lạc quý vị. Hay vậy là rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.